giờ chị bốc tổng với áo áo không có cổ cho em. Em chào chị Mai luôn. Hello mọi người. Chị Lê Nhật Minh em mới gọi điện chốt đơn là gửi rồi đấy chị. Gọi điện cho đơn xin để chị được gửi rồi, nhưng mà hình như hôm đấy chị đặt hàng mà nhân viên em gọi điện cho chị không nghe máy hay sao vậy, có phải không? Thế nhân viên em bảo gọi điện không thấy chị nghe máy. Hôm nay em xả áo không có cổ nha các chị nhá, còn bao nhiêu không có cổ em tổng cục xả hết ạ. Nó chỉ còn vài chục cái lẻ mẫu thôi ạ, còn vài chục cái lẻ mẫu em xin phép em hôm nay em tặng hết các bác luôn ạ. Các bác đi qua live cho em xin nút trẻ, chưa chốt là chưa đi chị ơi, chưa chốt là chưa gửi, ngày mai chốt lại đi, ngày mai chốt lại cho em, tại vì mã hàng của trẻ con em vẫn còn giữ nguyên mã đấy, vẫn chốt bình thường chị nhá. Lê Nhật Minh gọi không được mà em còn hỏi nó là bảo chị Lê Nhật Minh gọi có được không, nhưng nó bảo là không thấy chị nghe máy, gọi mấy lần cũng thấy nghe, thì mai gọi điện cho bọn cái Huyền cái Linh gọi chốt lại chị nhá. Đẹp lắm, cái hàng đấy hàng xịn mà. À thế ạ, 65 cân người gọn ok đúng không? Nhưng mà em nghĩ là cái mã chân váy mà nó có xẻ một bên thôi ý, thì 65 cân mặc được, còn mã như đang mặc thì dưới 60 cân thôi, tại vì đằng sau nó không có chun. Đằng sau của nó sẽ không có chun. Đấy, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hạnh Trà. 40 cân á, 40 trên 40 cân mặc được chị ơi. Chị Thu Phương Can gọi điện không được nhá. Thu Phương Can gọi điện không được. Đấy, không phải là nhân viên em không gọi điện chốt đơn mà gọi cho chị không nghe máy hay không gọi được ấy. Em nhớ mà. Tại vì lúc em có ở cửa hàng thì các bạn nhân viên bảo là gọi cho chị này không thấy nghe máy, và khách kiểu là khách quen ý. Thì các bạn lại nói luôn là gọi cho chị không nghe máy, chắc là các chị bận cái gì ý. Phông có cổ này, chị nào đã nhận được phông có cổ như em cho em xin cái phản hồi. Bây giờ còn bao nhiêu cái xin phép tặng đầu livestream với các chị nhá. Xin phép em tặng đầu livestream, bình thường con áo em đang bán 170. Bình thường em đang bán 170.000. Em tặng cho các bác luôn ngày hôm nay chia sẻ like cho em là 139.000. Sập sàn nhá, chọn màu không chọn hình, để chọn màu không chọn kiểu cho em ạ. Các chị comment cho là tặng áo phông và kèm số điện thoại, được chưa? Tặng phông đẹp cho, tặng áo phông cho em mới, bộ 109 còn. Chị thích lấy bao nhiêu bộ cũng có, ok chưa? À đâu, làm gì, bao nhiêu bộ cũng có mà em nói nhầm. Có đâu, có mỗi size. Hình như là còn mấy chục bộ còn nguyên size, một size XL ấy. Các chị lên là tặng áo phông cho em, tặng áo phông kèm theo màu với số điện thoại. Mà ngày mai các chị chọn size vừa cho em, tặng các chị nốt là 139.000. Ok chưa ạ? Phông có cổ đẹp được chất em form dáng. Em nói thật các chị này, các chị đã mua ngoài toàn là hơn 200.000 một cái, tầm khoảng 250 nha các chị nhá. Ngày hôm nay chị nào chia sẻ livestream tặng nốt các chị là 139.000 đồng. Không chọn mẫu, được chưa? Chọn hình, à chọn màu thôi. Chỉ chọn màu với chọn size vừa thôi. Các chị lên đơn hàng cho em toàn bộ phông Quảng Châu cao cấp nhá. Đó, màu đỏ này, hồng đất này, được chưa ạ? Màu xanh này, xanh em có xanh lá với xanh đậm nhá, màu trắng, màu đen. Đấy, màu vàng. Tất cả hình như em sẽ có 7 màu các chị luôn. 3, 6, 7 màu các chị yêu nhá. Các chị coi là tặng phông bằng kèm số điện thoại cho em 139.000 đồng, và duy nhất trong cái buổi live ngày hôm nay em xả lộn xộn mẫu này, được chưa? Duy nhất ngày hôm nay em xả lộn xộn mẫu này, các chị coi là tặng áo phông bằng kèm số điện thoại 139.000 đồng, được chưa? Giá này xỉ lẻ bằng nhau chị Vương nhá, tại vì em sale lỗ rồi ạ. Em sale lỗ tại vì nó lẻ mẫu ạ, nó lẻ mẫu. Đấy, các chị yêu nhìn cho em toàn bộ phông hàng xịn giò luôn ạ, toàn bộ phông hàng xịn giò. À thế à chị, lại tốn tiền nữa.
139.000 đồng các bác, mình lên đơn hàng cho em, tặng phông bằng cách số điện thoại cho em này. Đây em đang bán 170 nhá. Em đang bán 170.000, bây giờ tặng hết các chị 139.000 đồng. Đấy các bác, mình lên đơn hàng cho em. Phông em đang mặc là màu xanh lá. Mẫu em đang mặc đó là màu xanh lá này. Các chị yêu lên đơn hàng cho em, tặng phông và kèm số điện thoại cho em 139.000 đồng và áp dụng tài khoản chia sẻ livestream. Áp dụng những tài khoản mà đã chia sẻ livestream cho em, toàn phông xịn xó luôn, phông đẹp như này. Nó có hình như là có 3 mẫu khác nhau. Nó sẽ có 3 mẫu khác nhau chị em mình luôn. Các chị có vẻ là tặng phông cho em ạ. Được chưa? Chị Lê Thị Cảnh có, chị Vân Anh Nguyễn chốt đơn hàng nhé. Các chị comment nhớ chia sẻ livestream cho em để không bị ẩn. Được chưa? Chị Lý Lam có đơn ạ. Chị Thanh Lê có đơn hàng này, một vàng một xanh lá này các bác ơi, lên đơn và kèm số điện thoại xem là có đơn đấy. Các chị yêu nhìn cho em toàn bộ nó lẻ mẫu hết rồi ạ. Chị Thanh Lê có này, vàng với xanh lá, ok chốt đơn ạ. Đây các chị yêu nhìn này, đẹp lắm thôi nhưng mà nó còn sót ít thôi. Nó còn dư đến khoảng 450 cái. Nó còn dư khoảng 450 cái lẻ mẫu nhá. Chị yêu nào đã nhận được phông này nhé em rồi cho em xin một cái feedback. Thề luôn là phông này không xịn, không đẹp, em luôn không lấy tiền. Toàn bộ em đang bán 170.000 thôi, sale thôi các chị là 139.000. Đấy các chị yêu nhá, 139.000 đồng các bác, mình lên đơn hàng cho em. 65 cân đổ về, các chị trên 40 cân đổ lên thì 65 cân đổ về ạ. Để cho chị Nguyễn Thị Anh ok ạ. 40 cân cho đến 65 cân đổ về, các chị yêu mình lên đơn cho em xin cái quạt cho chị ơi. Điều hòa nó chưa mát mấy. Nóng quá. Đây, chị ơi Hồng Đất có. Đấy chị Lê Thị Hạnh cứ ok em chút đơn hàng. Đẹp lắm các chị này, em mới thật. Hôm nay em bán quá nhiều rồi, em đang muốn là cắt mẫu, em không có về mẫu này nữa nhá chị nhá. Hôm nay chị nào có lấy thì tranh thủ lấy nốt đi. Hôm nay chị nào có ưng thì tranh thủ lấy nốt. Chị Vân Anh Nguyễn ok chốt đơn ạ. Phạm Hà có đơn hàng các chị này. Mẫu nào cũng đẹp. Thực sự luôn là mẫu nào cũng đẹp luôn. Đấy em cho các chị xem một hai mẫu các chị nhá. Cho các chị xem một hai mẫu như này. 139.000 đồng. Vừa bán vừa tặng luôn. Được chưa? Em bán tặng sale và cắt mẫu luôn các chị nhá. Sale cắt mẫu luôn nó sẽ không có về hàng nữa ạ. Sai số các chị từ 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn. Chị Trần Thoa rồi ok chị luôn ạ. Tặng phông lên đơn và kèm số điện thoại cho em 139.000. Đây các bác nhìn hàng cho em này. Siêu đẹp luôn nhá. Chị Tạ Tâm rồi ok, chị Nguyễn Hà rồi ok chị này. Giá này thì không ai bán được giá này luôn. Em nói thật là giá này không ai bán được. Đấy, em luôn tặng hết các chị nốt là 139.000 đồng. Ngày mai các chị cứ chọn cho em một hai màu trở lên đi. Để chọn hai màu trở lên ạ, chị Ngô Kim Thoa rồi ok chị ạ. Có cả hàng Vapory và có cả hàng viền tay như thế này các chị nhá. Nói chung là chị chọn màu thôi, còn hình như em chị chọn các chị một cái hình ngẫu nhiên. Đấy chị chọn màu với chọn size vừa thôi ạ. Chị Phương Nguyễn rồi ok chị ạ, 139.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 139.000 đồng, các chị lên đơn hàng cho là tặng phông và kèm số điện thoại ạ. Tặng phông và kèm số điện thoại cho em đây các chị ơi, chất nó mướt mượt luôn, toàn bộ hàng phông Quảng Châu các chị nhá. Toàn bộ hàng phông Quảng Châu cao cấp luôn. Được chưa ạ, 139.000 đồng lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại này. Màu vàng này. Cái màu vàng này còn nhiều không chị? Đấy, nói chung là rất là nhiều, chị còn mua đến một đến cầm khoảng là 10-15 cái rồi, tất cả các mẫu nhà em rồi. Ok chưa ạ, 42 cân có vừa chị nhá, trên 40 cân đổ lên đến tầm khoảng 65 cân đổ về ạ. Chị Thúy Quan rồi ok, chị này chị Chấu Dình ok, chị em chốt đơn. Em đảm bảo các chị cái chất này không đẹp trả lại hàng cho em. Để chị ạ, chất này mà không đẹp trả lại hàng cho em, toàn bộ phông xịn xò luôn. Đấy các bác nhìn cho em màu vàng này. Lên đơn hàng cho em một kèm loại, nó có sẽ là MLXL 3 size. Nó sẽ có là 3 size là MLXL, các chị lên đơn hàng cho em nhá. Rồi bây giờ lên tiếp phông à, bộ đi chị ơi, lên tiếp bộ đi. Bộ em còn bao nhiêu bộ em tặng nốt các chị này. Lên cái bộ lộn xộn đi. Đấy. Lộn xộn bây giờ là L, còn nguyên màu đen. Bây giờ chỉ chọn size vừa thôi. Đấy, ngày mai các chị nói chung là được màu nào thì hoan hỉ màu đấy. Được màu nào thì hoan hỉ mẫu đấy. Đấy, chị nào chọn phông thì các chị lên nhanh tay cho em này. Hồng Đất này các chị này. Hồng Đất này, xanh đậm này, xanh lá này, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Tất cả em có 7 màu các chị yêu nhá. Tất cả em đang có 7 màu luôn. Đấy, chị Hiền, à chị Hồng Nguyễn rồi ok chị này. Mẫu nào cũng đẹp luôn. Để cho em nói thật các chị là mẫu nào cũng đẹp. Em đã bán tất cả các mẫu này và em về không biết bao nhiêu nghìn áo rồi ấy. Em về không biết bao nhiêu chuyến được bao nhiêu nghìn áo rồi. Em chào chị Haron ạ. Nguyễn Nghiệm chốt đơn hàng này. Vừa bán vừa tặng luôn đây, các chị nhìn trên một con áo này. Đấy chị ạ, các chị nhìn trên một con áo phông này. Nó xịn cực kỳ luôn ạ, 139.000. Đấy, chuyến sau về hàng nó sẽ có đủ size nhá, nó sẽ có đủ mẫu và về bù được hàng thì em sẽ không có giá này đâu các chị yêu ạ. Chị Tạ Tâm rồi ok, chị Anh Nguyễn chốt đơn, chị Hoàng Lý rồi ok chị luôn ạ. Tặng phông cho em chị Luyện Hà, Luyện chốt đơn hàng này. Chị cho em bốc cho em sĩ bộ với chị ơi. Đấy các bác comment cho là mã hàng kèm số điện thoại, nó sẽ có là MLXL. Chọn màu cho em nhá. Nói thật với các chị là được cái mẫu nào thì mẫu nào cũng đẹp luôn ạ. Tất cả cái mã này em đang bán rất là đắt hàng. Ok chưa ạ? Luyện Hà, Luyện comment là mã tặng phông giúp em với. Tặng phông và kèm số điện thoại cho em. Vũ Kim Dung ok, chị Nguyễn Tiến Đạt ok, em chốt đơn nhá. Tặng phông lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy chị ạ, con là tất cả rồi ok chị luôn ạ. Phông có cổ hôm nay sale nốt 139.000. Em xả 139.000 đồng chị yêu lấy lên đơn.
Để chị ạ, xả 139.000 đồng một áo ạ. Vừa bán vừa tặng luôn các chị yêu nhá. Vừa bán vừa tặng luôn bộ đây các chị này. Đây các chị comment cho là tặng bộ cho em với. Được chưa ạ? Tặng bộ lỡ và kèm số điện thoại cho em ạ. Mai cửa hàng em có mở chị ơi, có mở nhá. Nhưng em vẫn mở cửa hàng, nói chung là chỉ mở một cửa thôi, chứ không mở hết ạ, không mở hết. Khách hàng vẫn đến gọi là vẫn mua hàng được bình thường. Đấy, chứ không phải là đóng hết cửa mà không bán. Nói chung là vẫn bán lẻ túc tắc vậy thôi chị nhá. Chị Nguyễn Thị Thàng ok em chốt đơn hàng ạ. Đấy, ngày mai chị nào qua cửa hàng em vẫn mua bình thường, vẫn bán giá này bình thường. Ok chưa? Nhưng mà duy nhất trên livestream thôi các bác ơi. Chị Nguyễn Thị Hàng có, chị Hoàng Hương có ạ. Thật mà tổ lắm rồi, ok, cái tên rất là ấn tượng luôn. Đấy, lần đầu tiên mua hàng em nhớ luôn cái tên này. Chị Đào Trần rồi, ok đúng rồi, hôm qua hôm kia cũng có đơn ấy. Đấy nhá, thôi em tặng các chị bộ này. Các chị coi là tặng bộ cho em với. Tặng bộ em xả luôn các chị 109.000 đồng, nó là mã lộc lá các chị yêu nhá. Lộc lá và kèm số điện thoại cho em đi. Lộc lá và kèm số điện thoại cho em, chọn màu, chọn size không chọn kiểu. Đấy, chọn màu, chọn size không chọn kiểu, em tặng các chị 109.000. Nó cơ bản nó sẽ có những cái mẫu như thế này. Đấy, những mẫu này em đã bán qua rồi các chị yêu nha. Em tặng hết các chị là 109.000 đồng. Các chị coi là tặng bộ và kèm số điện thoại. Sẽ có size các chị nhà mình từ 40 cân cho đến tầm khoảng là 62-63 cân. 40 cân đến 62-63 cân đổ về. Em chi ân khách hàng nốt là 109.000. Đấy chứ ạ, tặng bộ 109 và kèm số điện thoại cho em. Tặng bộ 109 và kèm số điện thoại cho em. Toàn bộ hàng nó chất nó đẹp lắm các chị yêu nhá. Một là hàng của Cindy, hai là của Sana. Ok chưa ạ? Cả một bộ này em tặng các chị nốt là 109.000. Chị yêu lấy lên đơn hàng cho là tặng bộ, ngày mai chọn màu chọn size vừa cho em, không chọn kiểu nhá. Có thể là nó có hình có khác nhau. Đấy, có thể là hình khác nhau nhưng cơ bản toàn là áo một màu, quần một màu như này. Ví dụ là áo xanh quần đen, áo đỏ quần đen, áo vàng quần đen, áo hồng quần đen, áo đen quần đen. Đấy, áo màu nâu bò quần màu đen. Đấy, các chị lên đơn hàng cho là tặng bộ và kèm số điện thoại cho em. Sell nốt các chị là 109.000. Đấy, các chị coi là tặng bộ 109 và kèm số điện thoại cho em. Nó lẫn lộn các chị yêu ơi, 65 cân không có vừa. Chốt đơn các chị tầm 62-63 cân thôi ạ. Còn phông mã phông đầu tiên thì các chị tầm 65 cân, đối với em có size vừa. Đây, 109.000. Để cho em xem nốt các chị yêu nhiều như là 109.000 đồng. Các chị coi là tặng bộ và kèm theo số điện thoại cho em. Tặng bộ và kèm theo số điện thoại cho em, các chị mình có đơn à. Ok chưa? Được chưa ạ? Chất toàn bộ chất u mì nhá. Toàn bộ chất u mì và toàn bộ là hàng của hãng Sahana. Đấy, và toàn bộ của hãng Sini. Đây là bộ này là bộ của Sini này. Và cái bộ này là của Sana. Ok chưa ạ? Đây các chị lên đơn hàng cho em. Toàn bộ hàng nó chất lừ luôn nhá. Lên đơn cho tặng bộ hoặc là lộc lá cho em đi. Được chưa ạ? Tặng bộ hoặc là lộc lá và kèm số điện thoại cho em nó ok. Đấy, nó cũng là mã lộc lá ngày hôm qua. Hôm nay em còn sót ít thôi nhá. Còn sót tầm mấy chục bộ thôi ạ. Chị Kim Thoa có, chị Minh Tám có, chị Trần Thoa rồi, ok em chốt đơn ạ. Tại vì nó lẻ size rồi chị. Nếu mà muốn mua đủ size tí em sẽ lên cái mã hàng nó vừa mới về mà nó sẽ có đủ size một số. Nhưng mà đảm bảo các chị là giá của nó cũng rẻ, nó không có đắt hơn đâu. Nó cũng chỉ là cao hơn nó tầm khoảng 10-20 nghìn thôi. Nhưng mà nó sẽ có đủ màu, đủ size. Chị Lục Luyện rồi ok, chị Hà Thủy chốt đơn lại, chị Tạ Tâm rồi ok. Chị Xinh Ngô mỗi bác đi qua like cho em xin nút chia sẻ nhá. Các chị yêu đi qua like xin cho em xin nút chia sẻ các chị này. Màu nâu bò này, được chưa ạ? Lộc lá cho em này, màu gì ạ? Màu đỏ này. Đấy, hoặc là tặng bộ cũng được. Các chị comment mã nào cũng được nhá. Tặng bộ hoặc lộc lá và kèm số điện thoại cho em màu đen. Đấy, tặng bộ cho em màu hồng này, tặng bộ cho em màu vàng này, được chưa ạ? Tặng bộ em mặc là xanh lá, đây màu đỏ này. Đây các chị nhìn cho em, nó sẽ có các màu như thế này. Nó sẽ có các màu như thế này, 109.000. Ok, cho hôm nay em bán rất nhiều, kiểu khách hàng mua lẻ. Khách hàng qua cũng mua rất là nhiều luôn, được chưa ạ? Em tặng các chị nốt là 109.000, cứ 109.000 đồng lên đơn. Bộ này người ta vẫn đang bán là hơn trên dưới 300.000 các chị nhá, trên dưới 300.000 đồng. Đấy, chị nào lấy thì hôm nay các chị nhanh tay vì số lượng nó không còn nhiều nữa. Tại vì là ngày hôm nay đã chốt gần hết rồi. Đấy chứ ạ, ngày hôm nay đã chốt gần hết rồi ạ. Còn mấy trăm bộ là hôm nay còn sót một. Còn bây giờ nó đến tầm bây giờ nó chỉ còn có vài chục bộ thôi. Ok chị ạ, Nguyễn Thị Xuân, chị Luyện Hà Luyện chốt đơn ạ. Các chị comment là mã tặng bộ và kèm số điện thoại cho em nhé. Bây giờ em sẽ lên nốt các chị một cái mã lẻ. Hàng phông hãng. Đấy chứ ạ, hàng phông hãng. Và các chị biết là bình thường em bán nó rơi khoảng là 180-190-200 nghìn một áo. Và bên ngoài thị trường người ta bán tầm khoảng là 350-380. Những cái hàng mắc MV ngày hôm nay em quyết định là sell nốt. Đấy. Mà thôi từ từ là bán bộ đã nhỉ. Ừ bán bộ đã. Bán bộ, chị ơi cho em một mã bộ của Sydney đi. Bộ mã mới về có đủ size đủ số.
chị Thu Trinh, chị Lương Nam, các chị cứ lên bộ là mã này là mã lộc lá cho em được chưa, hoặc là tặng bộ cho em cũng được. Cái mã mà nó có nhiều nhiều nữa đấy, mã đấy nó có hơn 300 bộ đấy, mã 34 đấy. Rồi, em lên một mã hàng mới nhá các chị yêu nhá. Lên một mã mới nó sẽ có đủ size đủ số luôn. Chất này đẹp tuyệt vời. Được chưa ạ? Chị nào chưa chốt được bộ này hôm nay nhanh tay cho em. Mã này các chị comment là 034. 034 nhá, em về được 4 màu. Được chưa ạ? Nhá, em về được 4 màu như này, màu vàng, màu đỏ này, màu cam với nâu bò. Vàng cam đỏ với nâu bò, vàng cam đỏ nâu bò 4 màu cho em. Nhận được hàng là chị đẹp lắm, nay đặt tiếp tụi em cảm ơn chị ạ. Chị Nguyễn rồi ok. Chân váy em mặc thì em bán đấy, tại vì em chưa tìm thấy ở chỗ nào luôn ấy. Đấy, các chị lên mã hàng này cho em là mã gì nhỉ? 034 và kèm số điện thoại. Để chạm 034 lên đơn hàng cho em. Toàn bộ hàng Cindy mà bây giờ người ta vẫn đang bán lẻ là hơn 300.000. Vẫn đang bán lẻ là hơn 300.000 đồng một bộ. Các chị comment là mã 034 cho em. 034 ngày hôm nay giá tặng các bác nhá. Ngày hôm nay giá tặng luôn. Cái váy này chỉ có buộc theo cọc theo size không đấy? Có, cọc luôn. Đây mã 034 cho em này, đẹp nhức nách luôn. Quần đem đang mặc tí nữa em bán, em chưa tìm được mã chỗ nào luôn ấy. Mã này thì có đủ size đủ số, các chị được chọn màu, các chị được chọn size vừa. Để chạm các chị được chọn màu và chọn size vừa thoải mái luôn. Lên đơn hàng cho là 034 có từ size L 1X với 2X. Từ size L 1XL với 2XL luôn. Các chị comment mã này là mã 034 và kèm số điện thoại ạ. Mỗi tình yêu đi qua livestream cho em Loan xin nút chia sẻ nhá. Em bán giá kỷ niệm các chị 139.000 đồng một bộ. Ok chưa ạ? 139.000 đồng các chị yêu mình lên đơn à. Em mặc ở tông màu vàng. Được chưa? Chất gọi là mát rượi luôn. Khách hàng ngày hôm nay đến quán em cứ mua 3 4 5 bộ một. Đấy, tại vì bình thường các chị mua 2 bộ nhà em mới chỉ bằng một bộ ngoại trường thôi. Người ta đang bán lẻ. Bộ 109 hôm nay em vẫn là lộc lá đấy chị Nguyễn Giang. Nếu mà lấy thì click lên là lộc lá và kèm số điện thoại, ngày mai chọn màu chọn size. Đấy, mã này các chị coi là 034 cho em. Em đang mặc tông màu vàng nhá. Em gọi màu là màu vàng đi. Màu vàng này, màu nâu này. Đấy, chị ạ, nâu của nó nâu bò. Đấy chị ạ, màu cam cho em. Màu cam cho em với màu đỏ. Các chị chọn màu chọn size vừa và có size các chị 62 63 cân đổ về. Đấy chị ạ, 62 63 cân đổ về em chốt đơn. Và các chị từ khoảng 40 41 42 cân đổ lên nhá. Nói chung cứ trên 40 cân. 40 cân đến khoảng là 62, 63 cân đổ về em chốt đơn. Tặng các chị là 139.000 đồng. Không đẹp, không lấy tiền. Chị ơi cho em xin cọc bộ đã cắt ra đây với. Đấy, mã này hôm nay nó về được mấy trăm bộ. Vâng, mua cho mẹ chị ạ. Hôm nay các chị còn đến mua cho mình, xong là mua cho mẹ chồng, mua cho mẹ đẻ các kiểu luôn ý. Các chị mua rất là nhiều và Loan ơi, chất nó đẹp, sờ nó mướt. Chị đã mua của em rồi, xong là hôm qua lại thấy em về mẫu mới lại ra mua. Đấy, và toàn đến mua 3, 4, 5 bộ một thôi. Các chị ơi, có 139.000 cứ tính 140 đi. Mà bình thường con bộ này nhá, cái đồ bộ này các chị đợt trước em nhập vào của giá. Em thật sự luôn là cái giá ngày hôm nay em bán ra bản thân em đợt trước đi nhập vào không được. Đấy, tại vì dịch giã như này là người ta đang xả. Nên các chị tranh thủ nhá. Và em gọi là thấy rẻ. Nghe ra em không muốn nhập nữa đâu, nhưng mà các chị cứ hỏi nhiều ấy. Cứ hỏi Loan ơi, bao giờ về thêm bộ mới? Bao giờ về thêm bộ mới? Đấy, cho nên ngày hôm nay em về được thêm một cái mã này. Các chị lên đơn hàng cho là 034 nhá. Chị Phạm Hà rồi ok chị này, 034 cho em màu đỏ này, 034 cho em tông màu gì ạ, tông màu cam, 034 cho em tông màu nâu bò này. Đây các chị nhìn cho em một cái mã hàng công ty nhá, chuẩn hàng công ty luôn. Để chạy chuẩn mã hàng công ty luôn, các chị lên đơn hàng cho em mà cũng 139.000 đồng. Đấy, các chị được chọn màu, được chọn kiểu, được chọn size vừa thoải mái cho em. Để chạy được chọn size vừa thoải mái cho em, các chị lên mã hàng cho em một kèm số thoại nhá. Siêu đẹp luôn, mã hàng gọi là chất lừ, em cao 1m57, em nặng 52 cân. Cao 1m57 em nặng 52 cân. Đấy chưa ạ? Các chị nhìn cho em này. Siêu đẹp luôn. Ngày nào cũng xem đây là chị chất đẹp và rẻ. Em cảm ơn chị luôn. Nói chung là khách hàng cảm nhận. Đấy, nhiều chị mua hàng không là các chị giới thiệu cho nhau ấy. Chị Kim Cúc rồi ok, chị Văn Thị Thúy Ngoan rồi ok, chị em chốt đơn. Em lên thử cái tông màu gì ạ? Màu cam nhá. Màu cam này có hàng không ta? Có. Màu cam có hàng này. Tại vì là mới về nhưng mà hôm qua em đã bán một mã này rồi ấy. Và bây giờ nó còn sót cũng không được nhiều. Nó còn sót cũng không được nhiều các bác nhá. Chị Du Nguyễn Thị rồi ok chị luôn ạ. Mã 034 cho em 139.000. Em bao giá toàn quốc luôn. Được chưa? Mã này bên ngoại trường không có. Nếu mà có thì người ta cũng bán rất là cao chứ không bán giá 139.000 đồng. Tại vì là giá này em bán ra người ta nhập vào không được. Người ta nhập vào nhập xỉ vào không được ạ. Sơ mi nhà em hôm nay chưa về chị ơi. 034 này cho em màu cam. Đây các chị nhìn cho em này. Những cái mã hàng này các chị mặc nói chung là nó kiểu là nó thông dụng ấy.
chị em mình mặc ở nhà, rồi chị em mình mặc đi chợ, đi bố đưa đón con đi học ấy thì cũng rất là tiện luôn. Cái chạm quần của nó là quần lỡ và áo nó cộc tay đấy. Chị Cương Kim rồi ok, con là tất cả chị Lý Lam rồi ok, chị em chốt đơn nhận hàng kiểm hàng cho em thoải mái ạ. Bộ em mặc là 139.000, các chị comment là 034 cho em, chị Dương Ánh ok chị ạ. 034 này các chị nhìn này, xịn sò con bò luôn, toàn bộ là hàng công ty nhá các chị nhá, toàn bộ hàng công ty cho em chứ không phải hàng gia công. Hàng may gia công các đường kim mũi chỉ của nó không bao giờ được sắc nét như này đấy chị ạ, không bao giờ được sắc nét như này luôn đấy. Chị Hà Nguyễn có này, chị Nguyễn Thị Hằng rồi ok chị ạ. Đây các bác nhìn hàng cho em nhá, xịn nét luôn ạ. Em đang mặc size L chị ơi. Nói chung là em 52 cân, nhiều người em cũng kiểu là nó chắc ấy, nó không bị sổ bụng. Cho nên em vẫn mặc size L bình thường. Em mặc size nhỏ nhá các chị nhá, tại vì hàng này nó co giãn. Đấy, chị hàng này nó co giãn, chị em mình mặc rất là thích luôn. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoàn rồi ok chị này. Màu đỏ nói chung là màu đỏ có ít, cũng có màu nâu bò này. Đây nâu bò nhá cho em này. Nâu bò này con na ná như màu cam, nó gần gần như màu cam luôn. Đấy. Mã 034 cho em, chị Phạm Dung có ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoàn rồi ok, chị em chốt đơn. Chị Nguyễn Thị Anh rồi ok, chị mã 034 cho em. Đủ size đủ số ạ. Hàng đủ size đủ số các chị chọn thoải mái cho em ạ. Màu đỏ cho em này. Bác này là 034 cho em màu đỏ kèm số điện thoại ạ. Màu xanh có nhưng mà số lượng nó sẽ có ít hơn. Có cả màu xanh mà chị. Cô này có cả xanh mà. Nhưng màu xanh có ít quá. Màu xanh nếu mà chỉ có hãng hữu nó chỉ có thêm một ít màu xanh thôi. Chị Vương Huyền rồi ok, Phạm Dung nói chung là cái chất này không làm các chị thất vọng. Em thề luôn, từ cái đợt mà về lô bộ ấy, lô này là lô đẹp nhất luôn. Lô này là lô đẹp nhất luôn, hàng này hàng đắt nhất trong các loại bộ nhà em về. Đấy, mà nhập được giá rẻ các chị nhá, nhập được giá rẻ đấy các chị yêu nhìn cho em này. Hàng này hàng xịn nhất luôn trong các lô bộ nhà em về. Ok chưa ạ? Chị Mai Đào rồi ok, Thành An Bình, chị Thanh Nguyễn ok chị, 67 cân vừa chị ơi. Em chốt đơn tầm 62 63 cân đổ về thôi, 67 cân chị mặc không vừa chị yêu nhá. Đây ạ, có bộ thể thao nữ không? Em có chị ơi, có bộ Adidas của quần đùi áo cộc tay chị nhá. Hôm qua đặt hàng mới gọi chắc bị ẩn comment rồi tình yêu ơi, hôm nay đặt lại giúp em nhá. Hôm qua mà chị nào không chốt được bộ này, hôm nay chốt lại cho em với ạ. À, có quần bò lỡ không? Ô, em chưa về được quần bò lỡ chị ơi, chị nào lấy comment cho là 20 à quên mã 034. 034 cho em màu đỏ và kèm số điện thoại. Ủa cái bộ này mặc lên nổi hết nhở? Nhưng mà có ít quá. Nhờ chị cho em xem màu xanh đi. Cái kia màu xanh còn ít thì còn ít cũng lên, ngày mai mà chị đào chốt trước thì được thôi. Màu xanh nhá các chị nhá, màu xanh nó chỉ có tận lẫn còn khoảng 2-3 bộ thôi. Xanh toàn size to nhá các chị nhá, xanh em chỉ còn size to thôi, không còn size bé. Các chị nào to thì đấy, các chị nào to các chị tầm khoảng là 50-56-57 cân đổ lên các chị mới chốt được, 56-57 cân mới chốt được màu xanh này nhá. Đây các chị yêu nhìn cho em này, màu xanh em không vừa em cũng không mặc lên mà chỉ còn lẫn có vài bộ thôi ạ. Chị Loan Nguyễn có, chị Thanh Huyền chốt đơn à, 139.000 đồng các bác ơi. Để chưa ai bán được giá này đâu. Màu xanh nhà em chỉ dơ mẫu thôi chứ không có hàng mấy đâu ạ. Nó chỉ còn sót mấy bộ và size to thôi nhá. Nó chỉ còn lẫn mấy bộ size to thôi. Hàng sale nó chỉ có số lượng nó gọi là nó hòm hòm một chút thôi ạ. Quần đùi em chưa lên, tí chị Hoàng Loan đây tí em lên nhá. Chị Loan Nguyên có ok chị ạ. Đây các chị đến nhìn cho em này, 034 cho em. Lên cho em xem đi cái gì chị ơi, Linh Ngọc ơi. Màu xanh cho em nhá, 034 cho em màu xanh và kèm số điện thoại cho em. Em tặng luôn váy này. Được chưa ạ, đợi em một tí em tặng luôn váy. Ok chưa ạ? Áo mã A3 tối qua là mã nào? Tí em xả phông hãng cho chị. Các chị ơi, cho em xin nút chia sẻ đi. Đấy, cho em xin một nút chia sẻ, không cần gì nhiều. Em không cần gì nhiều đâu các bác ơi. Tại vì pet đợt em đợt này nó bị ẩn comment quá. Đấy, các chị yêu chia sẻ thì nó sẽ không bị ẩn comment nữa. Các chị nhá, chia sẻ livestream lên trang cá nhân của mình ý, xong là thả ấn cho em cần nút thả like, thả tim ý. Đấy, thì nó bị không bị ẩn comment. Tại vì pet đợt này nó hạn chế rất nhiều luôn ý. Nó hạn chế đến tầm khoảng là 70%. Hạn chế tầm 70%. Là trước em like một cái thời điểm mà nếu mà về bộ như này nó phải tầm 1k người xem. Nhưng bây giờ nó chỉ còn mấy trăm người thôi. Đấy đã biết, các bác biết là nó hạn chế kinh khủng luôn ấy. Càng ngày càng khó. Đấy chưa ạ? Càng ngày càng khó luôn. Chị Nguyễn Thị Kim Nga rồi ok, chị Đặng thu hồi. Em thấy luôn đấy mà để mà bình thường ấy, vào cái thời điểm mà tương tác phết nó đang cao ấy, em mà xả bộ này 139.000 đồng phải hơn 1.000 người xem. Mà bây giờ các chị thấy không ạ? Có hơn 200-300 người. Quá dã man, nó ẩn gọi là nó hạn chế kinh khủng luôn. Đấy chị ạ, bộ thể thao tí em lên. Chị Minh Hằng rồi ok chị ạ. Bộ em mặc 63 cân vừa cho em size 2X nhá. Chị Lương Nam rồi ok chị, em chốt đơn à. Đấy, không cần gì nhớ em bán rẻ thì mong các bác cho em xin nút chia sẻ thôi. Không cần gì quá nhiều, nói chung không mất mát gì đúng không ạ? Chia sẻ 1-2 lần cho em với trang cá nhân coi ủng hộ cho em là được rồi ạ. Rồi em lên tiếp một cái bộ của gì nhỉ? Của Valentino nhá. Valentino của nó sẽ là quần bo gấu. Nó sẽ là quần bo gấu. Mã gì nhỉ? 033 cho em. Được chưa ạ? Bộ này 139.000 đồng. Các chị thấy rẻ không ạ? Giờ nhập được trước không được giá này đâu.
nhờ là trước không được giá này. Các chị lên cho là mã gì ạ? 033 và cách số điện thoại cho em. 033 và cách số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Được chưa ạ? Em bảo rồi, những cái hàng này hôm nay gọi là về chất nó quá đỉnh luôn. Được chưa ạ? Hàng về quá đỉnh luôn. Chị ơi, chị sao chị cứ treo XL màu xanh này cho em với. Màu xanh này nó còn, nhưng mà kiểu nó còn size XL thôi. Thế à? Treo để trong rồi, em thử lên một màu này luôn. Có đỏ đúng không? Màu đỏ. Trời ơi, các bác ơi. Chị Minh Thu rồi, ok. Chị là chị Phương Nguyễn có, chị Minh Hằng. Đấy, cái chị là đi buôn nên các chị nhìn biết mà. Cái hàng này trước nhập vào đắt đi. Xong là đợt sau đợt này dịch kiện tất cả nó. Chị Minh Hạ, chị Phương thì chị Phương biết đúng không? Đợt này tất cả các cửa chợ cái đóng cửa hết mà. Cho nên là tất cả đồng loạt người ta sẽ xả hàng. Đấy, tất cả các công ty với lại là các chủ buôn người ta sẽ xả. Đấy, cho nên mình mới vượt được cái bộ này giá rẻ thôi. Chứ còn bộ này trước là nhập vào đắt đúng không? Nhập vào rất là đắt luôn. Của em đâu. Đứa nào ăn trộm. Kìa. Có mỗi đôi giày xịn mà cứ giấu người ta đi. Đây mã này là mã 033 phải không? 033 là bộ của chữ Valentino. Để cho nó cùng của hãng Sydney ạ, nó cùng của hãng Sydney cho em. Có màu này này. Mấy màu? 4 màu, 5 màu, nhưng màu xanh nó sai to. Đây em mặc là màu cam đúng không? À. Rồi màu cam cho em này. Được chưa? Mã hàng chuyên là 033. Bộ em mặc là 033 chị gái nhá. 033 và kèm số điện thoại cho em này. Quần này là quần bo gấu. Được chưa? Quần của nó sẽ là quần bo gấu cho em. Đấy, đồng giá nốt 139. Và hiện tại bộ này vẫn đang bán trên thị trường là hơn 300. Được chưa? Vẫn đang bán hơn ngoài thị trường là hơn 300.000. Thế các chị lì nhì cho em này. 033 và cách số điện thoại ạ. 033 và kèm số điện thoại cho em, chị cứ xem đi, chị cứ xem đi. Cái nào thì vào em. Không. Đấy chứ, 033 cho em màu này, màu em mặc là tông màu cam nhá. Màu cam cho em, màu cam của là cam đất. Màu cam đất cho em này, tông màu đỏ này. Đấy chứ, tông màu đỏ cho em. Quần bo gấu nhá các chị ơi, 139.000. Đấy chứ, màu cam này, màu đỏ này, màu vàng này. Đấy chứ, màu nâu bò. Đấy chứ, màu nâu bò, màu bên ngoài của nó sẽ là màu nâu bò đấy. Em mặc là tông màu cam, màu xanh nhá các chị nhá. 033 cho em. 033 cho em tông màu xanh này. Mã hàng một kèm số điện thoại có xa các chị từ trên 40 cân đến tầm khoảng 63 cân đổ về. Đến tầm khoảng 63 cân đổ về chốt đơn. Đấy, quần của nó sẽ là quần bo gấu nhá, chất của nó hoàn toàn là chất của nó là chất u mì. Toàn bộ là chất u mì. Đấy, chị Lý Nguyễn Thị rồi ok, chị Nguyễn Thủy ok, chị Phượng Hồng ok, em chốt đơn ạ, mã 033 cho em. Chất này. Sướng đời luôn. Đấy chị ạ, chất của nó rất là thích luôn, mặc nó mát lạnh. Đấy, chất mặc mát lạnh luôn. Chị ơi, cái màu xanh này có nhiều không? Nhưng mà bộ xanh này chỉ còn size to, không còn size bé nha. Còn XL, 1XL với 2XL các chị phải tầm khoảng 54-55 cân đổ lên mới chốt. 54-55 cân đổ lên mới còn cái màu xanh này nhá. Mã hàng chỉ là 033. 033 cho em sale nốt các chị là 139.000. Đó, 139 đồng chị yêu lấy lên đơn hàng này. Chị Nguyễn Hà ok, cũng có đơn nhá. Màu cam này em thử cái tông màu đỏ luôn. Mã này trông rất là trẻ trung, quần nó quần bo gấu. Riêng mã này là nó sẽ là quần bo gấu, còn mã khác không có. Có đúng một mã này về, chưa có lô nào về em có quần bo gấu như mã này. Đấy chưa? Chưa mã nào có quần bao gấu như mã này nhá. Chị Đượng Bích có, chị Nguyễn Tiến Đạt ok em chốt đơn. Mã này màu đỏ comment luôn, chị Đặng Thu Hồi rồi ok chị này. Đủ size đủ số, riêng màu xanh thì nó còn lẻ size to thôi. Đấy chưa? Riêng màu xanh nó chỉ còn lẻ size to thôi ạ. Đây mẫu 033, 033 cho em tông màu đỏ. Tông màu đỏ này. Đó. Rất đẹp luôn đúng không? Các chị nhìn màu này, nó rất là nhã nhặn luôn các chị nhá. Trông nó kiểu dáng trẻ trung. Đó. Chị dồn đơn màu cam, ok chị Minh Hằng có đơn này. Đấy, màu đỏ, em mặc là màu đỏ thì cái quần của nó sẽ theo viền của màu áo nhá. Quần của nó sẽ theo viền của màu áo luôn. Đấy chị ạ, 033 cho em tông màu đỏ và kèm số điện thoại ạ. Đó, viền áo sẽ viền quần nó sẽ theo cái tông màu của áo luôn. Em đang mặc cổ nó là quần màu cam, à, áo màu bộ áo màu cam. Chị Lục Nghị rồi ok chị ạ. Mã 033 và cách số điện thoại cho em 139.000. 139.000 đâu không hề nghe nhầm luôn. Ok chị ạ, không hề nghe nhầm luôn, là tông màu nâu bò. Mấy màu nâu bò cho em. Màu vàng này. Đấy chứ ạ, màu vàng này, màu xanh này, màu cam, màu đỏ, 4 màu cho em. À 5 màu đúng không? Có 5 màu luôn. Đấy, 139.000 đồng các chị nhá. Chất nó toàn bộ là chất u mì. Nó không bị là cắn chỉ, co giãn 4 chiều luôn mà chất nó sờ đã mát lạnh rồi ạ. Sờ lên người chất nó mát lạnh luôn. Đấy, bác nào lên đơn hàng trên là mã 033, 033 và kèm số điện thoại ạ.
em đang lên lên cái bộ bộ lên lên váy nhá, em còn ít váy em xem nốt các bác luôn này. Váy váy gì được, váy váy em chưa biết bán cái gì luôn anh. Đây cái váy này là váy cốt tông. Đây có mấy chị hôm qua cứ bảo em lên váy cốt tông đi này. Đấy chưa, toàn bộ váy cốt tông hàng cao cấp nha các chị nhá. Đây váy cốt tông này các chị lên đơn hàng chuyên là mã gì ạ? Váy đẹp cho em và kèm số điện thoại. Được chưa? Váy đẹp lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại cho em, toàn bộ là váy của hãng MV. Toàn bộ váy của hãng MV cho em. Chị Đào Thị Hòa có, chị Hoa Nguyễn có ạ, chị Tươi chị Đặng. Cái gì? Thị Tươi Đặng rồi, ok chị này. Đây các bác lên nhìn cho em một con váy này. Xịn sò luôn, toàn bộ hàng ba mấy. Toàn bộ hàng 300 mấy. Bây giờ em tặng luôn các chị là 100. Để em thử mặc lên đã nhắc 100 bao nhiêu tiền đây. 100 bao nhiêu tiền. Nó sẽ áo váy nhà em có size các chị nhá, váy có size có số luôn. Các bác lên đơn hàng cho em là vã gì ạ? Phông váy và kèm số điện thoại. Các chị chọn màu cho em, không chọn hình các chị nhá. Chọn màu không chọn hình tại vì nó nhiều hình khác nhau lắm. Châu các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Phông váy và kèm số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Đăng Trọng rồi, ok có đơn hàng ạ. Mã phông váy cho em nó có là màu em mặc là màu nâu tây các chị nhé. Màu nâu tây là một này, màu trắng cho em là hai này. Để cho em nó có thể là nó có các hình khác nhau. Đồ gỗ thủy quyên rồi, ok có đơn ạ. Đây cho em màu đỏ đô này các chị này, màu đỏ đô nhá, màu đen này, được chưa? Màu nâu tây này, có cả màu hồng đấy chị ơi, màu hồng chưa treo. Đây màu hồng đây. Được chưa? Toàn bộ hàng xuất sắc luôn. Phông của nó là phông váy. Phông váy và có size các chị tầm khoảng 57 58 cân đổ về, trên 40 cân đổ lên. Trên 40 cân đến khoảng 57 58 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? Ngày hôm nay xả nốt các chị là 179.000. Được chưa? 179.000 đồng. Bác nào lấy lên đơn hàng cho em ạ, xả 179.000 đồng các chị yêu nhá. Toàn bộ hàng em trước là hàng 350 một váy, 350.000 một váy. Bây giờ em tặng nó các chị là 179.000. Đó, hàng của nó là phông váy hãng các chị nhé. Toàn bộ hàng phông váy hãng và hàng Quảng Châu cho em. Được chưa ạ? Tặng nó các chị là 179.000 đồng. Số lượng nó còn ít. Đấy, chị Nguyễn Đăng Trọng ok có 033 cho em màu đỏ này. Đấy, nó có bảng màu, nó cơ bản nó sẽ có những cái màu như thế này. Cơ bản nó sẽ có những cái màu như này, chất nó mặc mát rượi luôn. Đấy, mã hàng cho em là phông váy và kèm số điện thoại ạ. Phông váy và kèm số điện thoại cho em. Rồi ôi, váy đỏ hồng nâu tây ok em chốt đơn. Các chị làm mấy cái mặc mặc cực sướng luôn, mà vào cái phông này váy này nó sẽ là tầm khoảng đợi đến đầu gối, hoặc là chị nào thấp hơn thì nó sẽ qua đầu gối. À em cảm ơn chị Mộc Trà nhá, lần đầu chị mua hàng nhà em, vừa đẹp rẻ chất thì đẹp form chuẩn, em cảm ơn chị, hàng đẹp dã man. Cảm ơn tình yêu ạ. À mấy chị cái hàng này bị hack nick rồi. Đúng phải, ừ đúng rồi, chắc là bị hack nick rồi. Mỗi chị cái hàng kìa, số này tha thương nợ nần rồi là lô đề số má. Sợ quá đi. Đấy, mã này phung váy cho em. Màu này em mặc là màu nâu tây. Màu em mặc là tông màu nâu tây cho em. Nó có mấy hình mà chị nhỉ? Đây là có hình gì? Nó có nhiều hình lắm. Kiểu dạng xuông xuông một tí. Đây nào có hình cái chuối này. Đây có hình. Đẹp lắm, đây size gì đây? Size S này. Nó lẻ size, lẻ mẫu rồi. Được chưa? Bây giờ nó lẻ size, lẻ mẫu rồi các bác ơi. Đâu có thể là hình cô gái như này. Được chưa? Đúng rồi, chị đang thích kiểu váy này nhưng mà bây giờ nó lẻ size quá chị ạ. Nó lẻ size quá, em thanh lý nốt là 179.000 nhá chị nhá, rẻ hơn giá em nhập buôn đấy. Đấy là chị nào vừa các chị lấy luôn. Chị nào vừa các chị mình lấy luôn cho em mã hàng cho em là mã phông váy và kèm số điện thoại ạ. Phông váy và kèm số điện thoại cho em, size số của nó sẽ ở tác ở bên sườn các chị nhá, size số ở bên sườn như này. Được chưa ạ? Cái size số của phông váy nó ở bên sườn như này, các chị về các chị kiểm tra luôn cho em. Đây mã này cho em là phông váy cho em màu đỏ đô ạ. 179.000 chị ơi, 179.000 một phông váy. Em bán thanh lý, được chưa? Em bán thanh lý. Toàn bộ hàng của nó hàng Quảng Châu các chị nhá, chứ không phải là hàng xưởng đâu ạ. Hàng sàn xưởng nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Nhưng mà cái chất của nó rất là nóng, nó không được mát như này đâu. Các chị ơi sờ chất nó mát rượi luôn ạ. Chị Loan à, chị Lan à, Lan bàn nhá. Chị Minh Hằng ok chốt phông váy em thử các chị xem màu đỏ đô luôn này.
lấy đủ màu ấy mặc rồi các bác ạ. Em có lấy đủ màu ấy mặc rồi. Đây. Rất là đẹp luôn. Để chạm phông váy cho em màu đỏ đô và kèm số điện thoại cho em. 179.000. Để chạm 179.000 được một váy các bác mình lấy cho em toàn bộ hàng cái phông hình cái hình này nó rất là trẻ trung các chị nhá. Chị Hoàng chấm rõ ok chị. À, đỏ hồng nâu tây có rồi. Chị Đào Thị Hòa có đơn hàng. À thế là chị Bi Phương vừa mua hôm qua hôm nay đã nhận được rồi á. Thế nhanh thế là chị nó tùy từng nơi chị ơi. Chị Nguyễn Nam rồi ok có đơn hàng nhá. 179.000. Ok chị ạ, nó có cả trắng luôn này, trắng đen nâu tây màu đỏ nô. Để chị ạ, màu hồng. Thôi em. Okay. 179.000 đồng các bác mình lên đơn hàng cho em này. Ok chị ạ, vừa bán vừa tặng luôn. Chị Minh Hằng chốt phông à, có hình như có màu hồ rêu nữa mà. Chị Hoa à? Nhưng váy này em thấy có cả màu rêu không ạ? ML. Chị Hoa lấy size L chị Hoa. Quay. Em mặc á? Em bao nhiêu cân? Hả? 55 cân lấy size M. 58 á? 58 không chỉ mặc size L thôi. Size L chị ơi. Lên phông ngắn, dáng ngắn sát nách đi em rồi ok chị. Đây màu xanh rêu cho em. Ôi bầu bí không mặc được. Sao bầu bí mặc được váy này? Váy này là váy kiểu không váy thời trang mà sao bầu bí mặc được? Nó là dáng ôm mà. Đây. Bầu là sao mặc được chị ơi? Chị có thể mua để dành thôi chứ bầu bí không bon chen được con này rồi. Nhá, váy màu đỏ ok chị Huyền Nguyễn. Mã hàng trên là một váy màu rêu cho em này. Đây phông váy màu rêu. Toàn bộ hàng phông hãng, váy hãng cho em. Để cho các chị comment mã hàng và kèm số điện thoại cho em tặng các chị 179.000 qua mẫu này. Hết những con váy này luôn này. Với hai con hàng queen này. Queen queen các váy này em sale luôn các chị nhá. Không váy nó không có 1X với 2X đâu chị ạ, nó chỉ có S, M, L thôi. Bộ 180. Hoàng Hà Nhi rồi ok chị. À, chị Huyền Nguyễn có váy nâu à, váy màu đỏ rồi ok chị. Đây các chị lên cho em này, váy 1 cho em đi. Váy 1 và kèm số điện thoại. Này nhá. Loan mặc size gì đó. À, em mặc size M với chị Hoàng Hà Nhi ạ. Em mặc size M đấy. Cái phông váy ấy, em mặc size M. Thì bình thường em chỉ chốt đơn các chị đến tầm khoảng 57 cân thôi của size L nhá. Một cái các phông váy, còn mẫu váy này thoải mái các chị dưới tầm khoảng là 60 62 cân đổ về. Các chị coi là váy 1 cho em. Váy 1 váy này em đang bán là 290 nhá. Bây giờ xả gốc các chị luôn này. Cắt mẫu nhá các chị nhá, xả cắt mẫu luôn. Ở chỗ nào con này đây? Không, con này con khác. Ôi, con này không biết còn hàng không ta. Nhưng mặc lên làm gì? Nếu mà không còn hàng thì tại mình mặc lên đầu tiên này. Còn mỗi người đấy thôi. Con này không còn hàng đâu. Ôi, bao nhiêu đấy chị? Thì em chị xem cái váy này nó còn chỗ nào không? Hình như nó chỉ còn size M với size L thôi. Váy này em chỉ còn size M với size L các chị nhá.
thì như còn size M với size L đấy. Size M. Còn size M với size L chút nữa các chị từ khoảng 56-57 cân đổ về. Ok chưa? Từ khoảng 45 cân đến khoảng 56-57 cân. Có XL. XL có à? Ủa chị có cả XL các chị tầm 60 cân, 62 cân nhá. Đấy. Các chị comment chưa ạ? Tặng váy 1 cho em với, tặng váy 1 kèm số điện thoại cho em. 149.000 đồng. Em cho cắt mẫu luôn, 149.000. Ok, thì nó còn sót có vài chiếc thôi ạ, màu đen với màu đỏ. Màu đen, màu đỏ cho em. Tặng váy 1 và kèm số điện thoại cho em, xả luôn 149. Hàng em nó vẫn đang bán 290 ấy chị nhá. Toàn bộ hàng váy đẹp các chị luôn, xả luôn các chị là 149, chị nào mặc vừa lấy luôn con này cho em. Vẫn đang rất là đắt hàng luôn các chị này. Được chưa ạ? 149.000 đồng. Các bác mình lên đơn chưa ạ? Tặng váy 1, tặng váy 1 màu đỏ và tặng váy 1 cho em màu đen, kèm số điện thoại cho em. Em bảo rồi, chất váy này trước về chuyến đầu tiên là bị hết đấy các bác nhá. Chuyến về đầu tiên là hết hàng. Sau này em về chuyến sau em về số lượng nó nhiều quá. Đấy, bây giờ nó còn sót một ít thôi. Chị nào lấy coi là tặng váy 1 cho em màu đen và tặng váy 1 cho em màu đỏ. Xả luôn các chị 149 ạ. Becky phải uống nhỏ nha, em chỉ có cái loại chất u mì thôi chị Ngân Trương nhá. Chỉ có loại chất u mì thôi. Anh An về chưa? Đặng váy 1 ạ. Các chị chọn màu, các chị chọn size vừa cho em. Ok chưa? Có đỏ với đen. Đấy chưa? Xem nó các chị 149. Hàng này bên ngoài người ta vẫn bán 350-380 các bác nhá. Em được trước đợt đầu về em bán 290, giờ giảm lốt các chị 149. Tại vì số lượng nó còn ít. Số lượng còn ít em bán là cắt mẫu luôn, là không có về hàng nữa. Thì mẫu này em còn bao nhiêu cái em sell nốt cho khách hàng luôn ạ. Thì vẫn chưa ok, coi như em tặng khách hàng luôn mã này. Đấy chưa? Coi như tặng khách hàng luôn mã này. Đỏ MLXL. Đấy chưa? Màu đen nó còn sót có 2-3 cái thôi. Và màu đỏ nó còn sót tầm khoảng là 6-7 cái. Đấy, chị Dương Thảo có này, chị Phạm Hiền có này, Thúy. Em đọc tên là có đơn các bác nhá. Em đọc tên là có đơn, chị Nguyễn Thắm có đơn hàng. Đây, toàn bộ chất của nó, chất u mì nó sẽ rất là co giãn thoải mái. Đấy, co giãn thoải mái luôn ạ. Bùi Phương ấy chắc chắn là không còn đen XL rồi. Đen XL như em hết từ đợt đầu tiên về rồi, các chị Dương nhá. Nên đơn hàng sẽ là tặng váy 1 và kèm số điện thoại cho em. Đen XL còn một cái. Đen XL còn một cái đúng không? Đúng, ok. Đen XL còn một cái nhá chị Bùi Phương nhá. Ok chưa ạ? Đây các chị nhìn cho em này. Rất đẹp luôn, sang chảnh. Toàn bộ cái viền là viền đính đá cho em ạ. Toàn bộ viền đính đá cho em rất là xinh luôn. Bác hàng cho là tặng váy 1 ạ, màu đỏ. Ok chưa? Nguyễn Thám rồi ok. Rồi em có mẫu nhá, bác nào lấy comment luôn mã này cho em ạ. Số lượng nó không còn nhiều. Chị Hà Linh rồi ok chị ạ. Xả nốt các chị là 149.000 đồng. Xả nốt 149.000 đồng. Các chị ơi nhìn cái kiểu rất là xinh luôn nhá. Đi tiệc, đi ăn cưới rồi đi chơi các chị mặc con này trông rất là xinh luôn ạ. Chị Mừng Trần rồi ok chị này. Chị Huy Đạt rồi ok chị yêu cho em xin một mã hàng tiếp theo ạ. Xả hết cho các chị mẫu này đi, tại vì là em thề luôn bây giờ em lười bán váy cực kỳ luôn ấy, về là bán lỗ lắm. Hoa mà chị vừa mới bóc ở chỗ nào ra đấy. Cái hoa bên sườn ấy. Đây. Có váy xòe chị ơi. Ngày mai các chị thích lấy màu nào các chị cứ bảo nhân viên nhá. Còn áo tay bèo không em còn chị nhá. Em còn áo tay bèo. Bây giờ em sẽ lên chị rút cho em sắp các mẫu ở ngoài kia vào đây với xem nốt khách hàng luôn đi. Em tặng các chị nốt. Đây. Mã này em cũng kỷ niệm luôn các bác nhá. Mã gì ạ? Tặng váy 2 cho em. 60 cân có size vừa. Phải mẫu này không chị? Phải. Em nghĩ là không phải. À cái đấy không phải. Cái này có đá rồi. Đây mà nó là mẫu này mà. Cái này hết rồi, còn. Còn size bé hơn không? Nó còn size bé hơn không? Về phát đầu tiên là hết hàng. Chị ơi xem hộ em con này ở bên ngoài nó còn sót cái nào không. Mã này tặng váy 2 cho em này. Tặng váy 2 kèm số điện thoại cho em có đỏ với đen nhá. Nhìn xem nó ở chỗ nào. Đây nó ở đây. Váy xòe đây các chị ơi, mũ này là váy xòe cho em. Tặng váy 2 xem còn size số như nào.
tặng váy đuôi cá em không nhỉ? Em chỉ có váy xòe với váy ôm thôi chứ không 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 có váy đuôi cá. Mai tặng váy hai cho em này, có đen với đỏ nốt các chị yêu nhá. Váy xòe à, là kéo em cái khóa làm sao. Ê chị ạ, tặng váy hai cho em có màu đỏ màu đen, có ra các chị dưới 60 cân. ML XL. Ok chị ạ, có ML XL cho em màu đỏ, ML XL cho em màu đen. Mã hàng chị là tặng váy hai và cách số điện thoại cho em ạ. Tặng váy hai cách số điện thoại cho em 149.000 đồng luôn. Size L XL nhiều. Chủ yếu là còn size L XL, size mới còn ít nhá. Mã này tặng váy hai cho em. Tặng váy hai xả các chị nốt là 149.000. Được chưa ạ? Xả tặng các chị nốt là 149.000 đồng. Em có đỏ với đen. Hai màu cho em thế này nhá. Đấy chị ạ, có hai màu là màu đỏ màu đen này. Chị yêu lấy lên đơn hàng cho em ạ. Tặng váy 2 kèm số điện thoại cho em. 60 cân đổ với em chốt đơn ạ. Đấy chị ạ, tặng váy 2 và cách số điện thoại cho em. Váy này bên ngoài người ta bán cũng không có rẻ đâu các bác ạ. Qua là em xả cắt mẫu thôi. Đấy còn bao nhiêu cái là em xin phép để tri ân khách hàng nốt. Còn bao nhiêu cái em tri ân khách hàng nốt là các chị là 149.000 đồng ạ. Chị Lê Thị Quyên có, chị Dung Thanh có, ok chị em chốt đơn. Vừa bán vừa tặng nhá. Cái mã này là các bác đã có đơn hàng kèm theo là các bác nên lấy này. Chắc nó sướng lắm các chị ơi. Đấy, đi may tiền công của nó là 200-300 nghìn tiền công rồi. Chứ chưa nói gì con váy này lên cả váy mà có 149.000 đồng là giá này em tri ân khách hàng thôi. Chứ không bên ngoài không có giá này các chị ơi nhá. Bên ngoài trường này sẽ không có giá 149.000 đồng một váy này đâu ạ. Còn sót một ít thì em gọi là dọn cửa hàng luôn. Dọn cửa hàng luôn, tặng các chị nốt là 149.000 đồng. Bác nào lấy lên đơn hàng cho em này. Má chị là tặng váy 2. Tặng váy 2 cho em màu đỏ và tặng váy 2 cho em màu đen. Đấy các chị nhìn lên form rất đẹp luôn, hoa của nó là hoa nổi chị nhá. Hoa của nó hoa nổi cho em mà kết cườm ạ. Đấy, sắc nét luôn. Kết cườm rất sắc nét ạ. Tặng 72. Rồi các chị cứ lên mã hàng cho em nhá, màu đỏ cho em này. Tặng 72 màu đỏ. Cho em thử cái màu đỏ luôn. Luôn. Kiểu này các chị to bụng béo bụng là nó không bị lộ bụng như các chị nhá. Chủ yếu là còn size L XL thôi, size M thì em không còn nhiều nhá, size M nó chỉ còn sót 1-2 chiếc thôi. Size M thì các chị tầm dưới 50-51 cân, size L các chị tầm 55 cân đổ về. 54-55 cân là size XL các chị dưới 60 cân em chốt đơn. Mã hàng cho là tặng váy 2 ạ. Tặng váy 2 và kèm số điện thoại, comment đúng mã hàng giúp em nhá các chị nhá. Tặng váy 2. Chị Vân Lê có đơn ạ. Chị gì ạ? Chị Linh Nhâm rồi, ok chốt đơn hàng 43 cân mà size nhỏ nhất cho em chị Linh Nhâm nhá. Chị gì ạ? Thì Nguyễn Hiền rồi, ok chị em có đơn. Đấy các bác lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Em qua mẫu nha các chị ơi. Mẫu này tại vì số lượng nó không còn nhiều. Chưa cái mã này nó có không. Thế nhưng còn 2 chiếc sell nốt đi. Còn 2 cái. Đáng xòe nhé em rất nhiều luôn. Đây cái này còn đúng 2 cái này các chị này. Còn đúng 2 cái màu đỏ của size M. Để chị ạ, 2 chiếc của màu đỏ size M này và màu đen của size M nốt. Đấy, em thường là em mặc size nhỏ nhất luôn. Mã này các chị coi là tặng váy ba, em còn sót 2 chiếc nhá, một cái màu đỏ một cái màu đen của size M. Các chị tầm khoảng 50-51 cân đổ về. 50-51 cân đổ về chốt đơn. Mã hàng cho là tặng váy ba, còn sót 2 chiếc sale nốt các chị là 149. Còn sót 2 chiếc sale nốt các chị là 149, coi là tặng váy ba và kèm số điện thoại cho em. Đây, tặng váy 3 còn đúng 2 chiếc hết hàng. Sell nốt 149.000. Để chị ạ, chị nào lấy nhanh tay cho là tặng váy 3 màu đỏ hoặc tặng váy 3 cho màu đen, comment luôn chọn màu luôn cho em nhá. Còn đúng 2 chiếc không? Con này em còn đúng 2 chiếc. Chị yêu lấy comment luôn cho em là tặng váy 3. Ok chị ạ, tặng váy 3 và kèm số điện thoại. Em ơi xinh quá luôn ý. Còn một con đỏ một con đen. Để chị ạ, còn một con đỏ con đen mà luôn. Mà cho cái con lưu đề lóc. Suốt cái lưu đề block luôn. Nguyễn Thị Bích Hằng cứ lô với trả tiền. Còn mai mình không trang. Được chưa? Tặng váy 3 cho em. Tặng váy 3 kèm số điện thoại cho em màu đỏ, tặng váy 3 cho em màu đen nhá.
còn đúng hai chiếc em chốt cho các chị từ khoảng 50, 51, 52 cân đổ về cho em mặc được. Được chưa? Tại vì chất này nó co giãn. Chất này co giãn cho em, rất là sang luôn này. Trẻ trung. Chị nào thích đơn giản các chị mặc cái kiểu này cho em trông nó tiểu tiểu thư một tí. Đấy chị ạ, trông nó tiểu thư một tí ạ. Rồi bây giờ em lên áo phông tiếp nhá các chị nhá. Lên áo phông cổ tròn. À. Lên cái bộ ấy pyjama đi. Đây, em lên đầu bộ tiếp theo. Đấy chị ạ, lên bộ tiếp theo luôn các bác luôn ạ. Đây các chị này, bộ này là chất của nó là hàng tơ các bác nhá, hàng chất tơ cho em. Đấy, các chị lên cho em là mã này là mã gì ạ, bộ gì ạ? Bộ B1 cho em đi ạ, bộ B1 và kèm số điện thoại cho em. Bộ này là có 4 màu, à 3 màu SML. Bộ này có 3 màu và 3 size SML. Được chưa ạ, 3 màu và 3 size SML. Các chị lên đơn hàng cho là bộ B1 nhá. B1 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ, B1 và lên số điện thoại cho em. Các chị mình có đơn đủ size các chị từ khoảng là 60, 62, 63 cân đổ về. Đủ size tầm 62, 63 cân đổ về. Các chị từ khoảng là 44, 45 cân đổ lên. Đấy chị ạ, 44-45 cân ở đây, khoảng 263 cân đổ về cho em. Toàn bộ hàng chất nó đẹp như này luôn. Đấy, các chị nhìn hàng này. Chất nó mát rượi luôn nhá. Có 3 màu là hồng, vàng, xanh. Đấy chị ạ, hồng, vàng, xanh. Và có 3 size là SML. Đó, 179.000 đồng một bộ ạ. 179.000 đồng, chất nó gọi là mặc nhẹ tênh luôn. Đấy chị ạ, chất mặc nhẹ tênh luôn. Hàng này chất của nó sẽ là ít nhăn các chị nhá. Chất của nó sẽ là ít nhăn. Chị nào lấy comment là mã bộ B1 cho em ạ. Bộ B1 cho em 3 màu, 3 màu nhá các chị nhá. 179.000. Chất để có quá đỉnh luôn. Ok chị ạ, chất gọi quá đỉnh luôn ạ. Bộ B1 cho em 179.000. Xuất sắc luôn ạ. 179. B1 cho em màu xanh này, cái tông màu xanh này trông nó rất là mát và nhìn nó lạ lạ. Cái xanh của nó là xanh ngọc các chị nhá, xanh của nó xanh ngọc cho em. B1 lên đơn hàng cho em này, form của nó rất là gọn nhá các chị nhá, nó không bị rộng, không bị thùng thình đâu ạ. Đấy, đường kim mũi chỉ nó sắc nét chứ không một vết chỉ thừa. Không một vết chỉ thừa luôn. Bộ B1 cho em. Bộ này còn nhiều không chị Hoa? Có nhiều đống này, có đủ size. Đủ size nhưng mà số lượng còn ít. Đấy chị ạ, đủ size mà số lượng còn ít. Đấy, chị nào chốt đơn nào lên đơn ạ. Lên váy đơn đi. Thực sự luôn là xả lỗ quá. Thầy luôn là xả lỗ quá luôn đi. Thủy Linh rồi, ok chị luôn. Bây giờ lên cho các chị ít áo phông nhá. Lên chị ít áo phông của hãng phông hãng đi. B1 không có nâu tây. Để chị ạ, Phạm Yến rồi, ok chị này. 3 màu đều đẹp. Đấy chứ ạ, màu vàng này, màu vàng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line nhá. Nó không phải là sáng như trên line như đâu ạ. Kể cả màu hồng cũng thế, màu hồng bên ngoài của nó là hồng như kiểu là hồng đỗ ấy. Màu hồng bên ngoài của nó gần như kiểu hồng đỗ luôn. Để chị ạ, Phạm Yến rồi, ok chị này. Mã hàng cái cổ này nó không làm trễ quá các chị nhá. Nên các chị là cúi xuống nó không bị hở, nó không bị lộ. Đấy, các chị lên đơn hàng cho là bộ B1 cho em tông màu hồng. Bao nhiêu chị ơi? 179.000. 179.000 bộ ạ. Bộ lụa cúc chui á. Bộ lụa cúc chui. Bộ nào này? Bộ lụa này. Bộ lụa này. Thôi bộ đấy thôi, mình qua đã sale rồi. Bộ này là chất của nó toàn bộ là chất như kiểu là chất tơ đũi. 62 63 cân đổ về em chốt đơn chị nhá, 62 63 cân đổ về. 3 size SML. 44 45 cân đổ lên ạ, 44 45 cân đến khoảng là 62 63 cân đổ về em chốt đơn. Các chị nhìn trên tông màu hồng này. Chất nó quá là nhẹ luôn các chị ạ, mặc có mát lắm. Các chị yêu lên đơn hàng cho là bộ B1 nhá, màu hồng. B1 cho em màu hồng một kèm số điện thoại cho em. 179.000.
Ok chị ạ, 179.000 đồng một bộ. Bộ lụa cúc chui bây giờ nhà em chỉ còn size to thôi chị Thu Hường ơi. Không còn size bé, còn mỗi size to thôi. Bộ B1 cho em nhá, màu hồng, màu vàng, màu xanh, 3 màu và có 3 size SML. 3 màu 3 size SML, chị yêu lấy lên đơn ạ. Chất này mát mà còn nhẹ mà còn sướng hơn bộ lụa ấy mà chị. Chất của nó là hàng kiểu chất tơ ấy. À thế à chị, gọi lại thấy máy bận tại vì nhà em gọi những chỗ đơn liên tục cái máy nó phải bận đi chị. Nhà mình còn ít zoom đi, lên ít zoom đi chị ơi. Lên ít zoom cả zoom cả quần dài với lại zoom ngắn đi chị nhá. Còn zoom dài với zoom ngắn luôn để em sell nốt này. Zoom dài xem còn mấy chiếc em bán nốt chị ơi. Chế là zoom ngắn. Đâu? Zoom dài còn mỗi mấy cái thôi. Tất cả nhà thôi mà màu trắng. Zoom dài cả nhà cả cửa nha em chỉ còn bằng này chiếc. Ủa sao rét thế nhỉ? Em bất quả là cái gì đấy? Quạt đi em ơi. Đấy, bán rẻ quá em sắp sốt rét rồi các chị ạ. Đây váy zoom quần dài cho em nhá. Mã này các chị comment luôn cho em là B2 đi ạ. B2 cách số điện thoại cho em. Bộ zoom quần dài. Bộ zoom quần dài và tay của nó gần như kiểu là tay hến ý. Tay hến, tay cánh rơi ý. Này không đẹp thì bộ nào đẹp nữa. Ôi cái màu cực sang luôn. Chạm bộ B2 cho em. Cái gì hết size L chị ơi, Thu Hường. Bộ này hôm nay tặng nốt khách hàng em là 100 mấy nhỉ. Ok chị Nim Hoàng nhá. Bộ này các chị lên đơn hàng là B2. B2 màu này nó là màu gì ạ? Màu B nhá các chị nhá. Màu B cho em này. Và màu nâu tây. Màu ve nâu tây cho em mà có SML các chị tầm khoảng là 46 cân ạ, 46 47 cân đổ lên cho đến tầm khoảng là 60 62 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? Cho đến tầm 60 62 cân đổ về em chốt đơn tặng nó các chị là 179.000 một bộ ạ. Hàng hết nó bán là 250 nhá, cho nó các chị là 179. Zoom dài cho em ạ, zoom quần dài. Ok chưa? Lên đơn cho em là mã gì ạ? B2 kèm theo màu số điện thoại ạ. Đây các chị nhìn cho em con váy zoom này cực đẹp luôn. Mã bộ B2 cho em nhé. Bộ lụa hôm nay em không còn chị ơi, nó chỉ còn mấy bộ nó lẻ size thôi. Đấy, bộ B2 cho em. Cái này còn sót còn 5-6 bộ nữa các chị yêu ạ. Còn sót 5-6 bộ em sẵn nó các chị là 179.000 bộ quần dài. Đấy, bộ quần dài cho em chị yêu lấy lên đơn nhé. Bộ em mặc có tông màu be và màu nâu tây này, cái này hết giá cực kỳ luôn. Giá tích tu các chị mặc quần dài cho em này. Cả bộ sẵn các chị là 179, quá rẻ luôn. Chạm cả bộ sẵn 179, cắt mẫu nhé chị nhé. Xả cắt mẫu luôn ạ, à. Tay của nó hơi hơi cái cánh rơi một tí á. Mẫu này trông chân dài dã man luôn này. B2. Chị nào nhanh tay có đơn em có là size SML. 3 size là size S, size M, size L ạ, bộ B2 ạ. Ôi bộ này đẹp quá nhỉ, chất nó mát rượi luôn. Em cảm ơn chị Ngô Thư Huyền nhé, chị ra bảo rồi ok chị ạ. Bộ B2 cách số điện thoại cho em, các chị chọn màu luôn nhá. Màu em mặc là màu be ạ, màu thứ hai là màu nâu tây. Đấy, màu be màu nâu tây ạ. Phong thì nhà em bán phong thì gọi là đẳng cấp rồi. Thực sự luôn. Thật mà tồ lắm rồi. Ok chị, 62 cân đổ về ạ. Được chưa? Em mặc size S này các chị này. Em mặc size S thì mặc có dây buộc eo nhá. Có dây thắt nơ cho em này các chị mặc rất là dễ luôn ạ. Đó, các chị ơi nhìn cho em rất là xinh luôn. Nhìn cái màu nó sang các chị nhá, nhìn cái màu rất là sang luôn ạ. Thật mà tồ lắm rồi. Ok chị chốt B2 một bộ zoom này em sell lỗ đấy các chị ơi. Tại vì nó còn có mấy cái là em xả cắt mẫu đấy ạ. Đấy, em xả cắt mẫu. Lên đơn hàng cho là B2 và kèm số điện thoại ạ. Được chưa? B2 và kèm số điện thoại cho em. Ra bảo mẫu B46 cân thì mà size S nhá. 46 cân thì mà size S cho em. B2 và kèm số điện thoại này. Ôi cái màu đẹp thế nhỉ. Cái mẫu màu này còn nhiều không? Ba chưa. Đẹp nhỉ. Nâu tây size L rồi. Ok chị. Đấy, chị Dương Ánh comment là mã B2 cho em với. Comment mã hàng B2 cho em. Chị Hải Yến Đỗ Chân comment mã hàng B2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Để em thử mặc cái màu nâu tây nhá, thử mặc cái màu nâu tây các bác mình luôn. Nâu tây còn đủ size không chị? Bộ zoom cho em là bộ B2. Em đọc mã nào các chị thích các chị comment theo mã hàng đấy giúp em với.
Dâu tây còn ML à? Dâu tây còn ML à? Cho quá trẻ là còn ML. Nói chung là vẫn đủ size. Vẫn đủ size nhưng mà số lượng của nó nói chung là mỗi màu nó chỉ còn 1-2 chiếc thôi. Cái màu này màu nâu tây cho em. Chị Phạm Tâm rồi, ok chị nhá. B2 và kèm số điện thoại ạ. Nhìn trông nó rất là sang luôn. Các chị đi một cái đôi giày cao gót một tí. Đó, các chị yêu nhìn cho em. B2 lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại cho em xin cái túi xách cho chị ơi. Đẹp quá này. Nói chung là chị nào mà mặc bộ zoom thì các chị gọi là đi vệ sinh thì nó gọi là hơi bất tiện một tí nhưng mà nó đẹp. Đấy, và đẹp thì phải chịu khó chị nhá. Đẹp thì phải chịu khó thôi. Đấy. Đi nếu mà đi vệ sinh thì phải tụt từ trên xuống dưới. Tụt từ trên xuống dưới. Đưa cho em xem mắt à. Nhưng mà gọi chung là cứ đẹp là ưu tiên lên đầu. Ưu tiên lên hàng đầu luôn. Này. Dã man, cái túi này xịn quá nhỉ. Để lại cái túi này đeo. Sao hôm trước không thấy túi này nhỉ? Còn sót một con này đẹp thế này. Cho em cái kéo con nào, cắt cắt cho em. Hai quai, túi này hai quai. Chị Thảo Nguyễn rồi, ok chị này. Chị Dương Ánh rồi, ok chị à. Mã hàng này túi, có các chị có lấy túi này không ạ? Túi này đẹp lắm này. Còn mấy cái? Còn mấy cái? Chả biết còn mấy cái rồi nó ở trong kho cơ. Này, nhìn cái dây đá của nó này long lanh chưa? Để chặn dây đá nó đẹp long lanh rồi nhá. Ngu thế nhỉ, đi bóc cái dây này ra. Bóc dây kia không bóc. Chị nào hôm nay không chốt con này là em để lại em đeo luôn. Em ưng con đặt túi này rồi đấy. Các chị đi mua các store người ta toàn bán là các chị 600-700 nghìn túi này. Để chặn ra các hiệu túi người ta bán túi đẹp. Người ta bán 600-700 nghìn cái túi này luôn. Các chị comment túi là túi 1 cho em. Nó còn sót một cái hay 2 cái gì đấy. Còn sót 1-2 cái gì đấy. Các chị coi là túi 1 và kèm số điện thoại ạ. Sang chảnh. Chanh xả. Đấy chứ ạ. Túi 1 và cách số điện thoại cho em. Đây các chị nhìn ngăn này. Rất là sang luôn nhá. Đây các chị nhìn cho em con túi này. Túi 1 lên đơn cho em 349.000 một túi ạ. 349.000 đồng một túi cho em. Hàng toàn bộ là hàng Quảng Châu các chị nhá. Túi hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Đó chị nào lấy lên đơn hàng cho là túi 1 và cách số điện thoại ạ. Đây còn lẻ một chiếc hôm trước em tưởng là mã này hết rồi chứ. Đây. Các bạn nhìn chất da của nó bên trong này. Để chị nhìn chất của nó bên trong mã túi 1 cho em ha. 349.000. Tất cả đều có dập logo ra cho em nhé. 349.000 đồng một túi. Chị Minh Nguyệt thức rồi, ok chị ạ. Túi là 349.000 đồng. Tất cả đều có dập logo hết cho em. Được chị ạ, túi là da nó mềm nhũn luôn. Da nó mềm thụt luôn như này. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em nhé. Túi là 349. Các chị comment là túi 1 và lên số điện thoại cho em. Cái màu nó cũng sang cơ. Được chị ạ, túi 1 cho em này. Sang xịn mịn. Ok chị ạ, nó sẽ có là 2 dây, 1 dây đeo dài, 1 dây là dây ngắn cho em như này. Dây dự phòng nhé các chị nhé. Có 2 dây. Các bác mình lên đơn ạ. Toàn bộ hàng xịn sò luôn. Chất của nó sướng đời luôn ạ. Chị Phạm Xuân Hiền rồi, ok chị. Chị xem của em xem túi này nó còn mấy cái. Thấy không? Đẹp quá các chị ạ. Chất da nó thích. Còn 3-4 chiếc. Phương một cái này, thì như là còn 3-4 cái. Cái chuyện nó còn 3-4 chiếc. Đấy các chị mình lấy lên đơn hàng cho là túi 1 và kèm số điện thoại cho em. Ok. Chị gì ạ? 349 ạ. 349.000. Đấy chị Mông Nguyễn rồi, ok chị này. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em. Đấy chị ạ, nhận hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái trên thanh toán các chị nhìn cho em này. Bên dưới đáy của nó đều có dập logo hết cho em. Đấy, dập logo của hãng túi cho em này. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Cái này như còn có 3 cái sao ấy, 3 hay 4 cái gì đấy.
3 hay 4 cái. Thôi chưa, tối nay vui vui bọt túi nhỉ. Em thấy con Zoom này đi với túi đẹp cực kỳ luôn. Giày em hết hàng rồi chị ơi, nhà em hết giày rồi. Em bán cho khách ôm lô hết rồi ạ. Không còn một cái nào. Ôi thôi chết rồi, thuốc nhầm ở túi này thôi. Đấy chưa, túi 1 này kèm số điện thoại cho em. Màu nó cũng tây các chị nha, cái màu này siêu tây luôn. Rất là sang luôn ạ. Cho em xin một mã túi khác xem nào. Ôi xinh chưa, nhìn cái dây của nó là dây đính đá này. Để chạm dây đính đá cho em sang dã man luôn. Đây là dây ngắn nhé các chị nhé. Có cả dây ngắn với dây dài. Các chị thích đeo của nào cũng được. Đó, các chị mình thích đeo của nào cũng được. Đây các chị nhìn cho em đá này. Đá sáng kinh khủng luôn. Nhìn như kim cương ấy. Nhìn như kim cương luôn ý. Bán váy một tí. Rồi có 3 cái chốt cho 3 chị nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho là túi 2. Ui. Sao lại toàn siêu phẩm thế này vậy trời. Dấu này. Ui dấu kỹ thế. Trời đất ơi các chị ơi, lên đơn hàng cho là túi 2. Túi 2 và kèm số điện thoại cho em nhé. Em không bán hàng xưởng các chị nhá. Nhé em không bán hàng túi xưởng kêu. Đấy các chị nhìn cho em một cái mã hàng này siêu cấp luôn. Lên đơn hàng cho là túi 2 và cách số điện thoại. Đấy chứ ạ, túi 2 và cách số điện thoại. Đấy các chị bảo là Loan ơi bán túi đi mà em lười quá. Ngày hôm nay gọi là nó phấn khởi lên một tí thì bỏ ra. Chứ mọi khi là em lười bán túi lắm. Tại vì em toàn bán lẻ ở cửa hàng là nhiều. Bán lẻ ở cửa hàng túi là nhiều. Nhưng mà đợt này kiểu là em đóng cửa ấy. Dịch em đóng cửa cho nên là ngày hôm nay sẽ bỏ ra bán. Các chị lên đơn hàng cho là túi 2 và kèm số điện thoại cho em. Ôi các chị nhìn cho em này. Đấy chứ ạ, bộ em mặc xả nó 179. Bộ em mặc là bộ B2. Các chị lên đơn hàng cho là túi 2 và kèm theo số điện thoại cho em. Ôi cái chất da của nó là cái màu của nó là màu cam đất các chị nhá. Màu của nó màu cam đất cho em. Lên đơn hàng cho là túi 2. Túi 2 và kèm số điện thoại cho em. Tặng các chị giá 349.000. Đấy chứ ạ, tặng các chị giá 349.000 đồng. Chị yêu lấy lên đơn. Túi 2 này có mấy cái chị ơi? 3 đẹp quá này. Ui logo này. Các chị nhìn hàng này. Xịn xò luôn nhá. Cho các chị mình xem luôn này. Đấy chứ ạ, bên trong của nó sẽ là có một cái ngăn giữa này có khóa này. Một căn giữa có khóa luôn. Ôi cái túi này rất là nhiều ngăn, phù hợp chị nào là dân công sở ấy. Các chị dùng cái túi này rất là hợp lý luôn. Ok chưa ạ? Túi 2 và kèm theo số điện thoại cho em. Đeo thử các bác mình xem luôn nhé. Toàn bộ của nó là hàng Quảng Châu. Toàn bộ túi là hàng Quảng Châu cao cấp cho em ạ. Tặng các chị là 349.000. Tặng các chị nhà mình là 349.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Tí em lên áo phông nhé chị Hà Nguyễn ơi. Tí em lên áo phông luôn. Đó. Các chị lên cho em là túi 2 và kèm theo số điện thoại. Đấy chứ ạ, túi 2 và kèm số điện thoại cho em. 349.000 đồng. Cái màu của nó rất là đẹp luôn này. Màu của nó là màu cam đậm, cam trầm trầm. Các chị nhắc cam trầm cho em ý. Cam đất 349.000. Đấy, túi 2 và kèm số điện thoại. Cái màu này cũng xinh nhỉ. Cái màu này các chị ỉn kỹ quá. Giấu kỹ quá. Quần áo của trẻ con em có chị ơi. Mai túi 2 cho em. Cái chất da của nó gọi là mềm nhũn như này. Đấy chứ ạ, chất da của nó mềm. Đấy các bác nhìn cho em này. Gập cái túi này lại trở về form ban đầu và không hề có nếp gấp luôn. Túi 2 cho em nhé. Chị kiểm tra hộ em xem còn mấy chiếc. Chị Nguyễn Trang một cái này 349.000. Tiền nào vải nấy, tiền nào của đấy các chị nhé. Các chị mua ngoài trường không có giá này đâu ạ. Em đã tặng các chị giá trên live stream là 349.000 đồng. Túi 2 cho em. Đó, túi 2 và kèm số điện thoại ạ. Chị tìm xem có mã nào hay nữa không nào. Đây nhá. Túi 2 các chị mình lên đơn. Đấy chứ ạ, xịn xò luôn ạ. Xịn xò luôn, mã túi 2 kem có mã code này. Cái này hình như còn 3 cái rồi cả. Đúng không? 3 cái có phải là có một màu đấy không ạ? Ui, nó có cái màu nâu nữa mà chị. Cái này có 2 màu cơ mà. Túi 2 cho em màu cam với túi 2 cho em màu nâu nhá. Màu cam đất với màu nâu, nâu tây cho em. Có cả màu nâu tây luôn nhé. Không có nút trong này lại không biết. Có cả nâu tây luôn, các bác nhìn cho em này. Thì bên ngoài túi nhá. Ôi cái màu này. Ôi các chị nhìn màu cho em này. Túi 2 màu nâu và túi 2 cho em màu cam. Túi 2 màu nâu và túi 2 cho em màu cam. Kèm số điện thoại cho em bảo rồi. Chất túi nha em, chị nào đã mua nhà em rồi các chị biết. Để chị nào đã mua rồi các chị biết. Ok chưa, lên đơn hàng chưa, túi 2 và kèm số điện thoại cho em. Chất như nước tất luôn này. 349 của cái màu nâu này. Ôi, cái màu nâu đất cho em nhá. Màu nâu đất này, cực sang luôn.
Đấy chưa ạ? Túi này cực sang luôn, mã hàng chưa là túi 2. Bộ em mặc là 179.000. Lên quần giả váy đi em ạ. À, quần giả váy thì mình để chỗ nào ấy nhỉ? Nhiều khi làm cái mã sót sót lại là mã đẹp, nó không để ý. Đấy, số lượng nó còn ít, nó có ít. Rồi túi 2 này, màu cam với túi 2 trên màu nâu nhá. Chị ghi bên ngoài là màu nâu hoặc màu cam đi. Bộ em mặc là size 179 thì làm bộ B2. Túi là 349.000 đồng ạ. Chị nào chốt coi là túi 2 và kèm số điện thoại. Chị Vi Thanh ấy nâu này. Này chị ơi, cho luôn vào túi ghi bên ngoài là màu nâu hoặc là màu cam nhá. Không lúc lại tưởng là một màu đấy. Tưởng là có một màu thôi ấy. Rất là cẩn thận luôn. Màu cam cho chị An Bùi An một cái này. Túi 2 này. Đấy, chị đi bên ngoài là màu cam, màu nâu nhá. Cam của là cam đất nhá, không phải cam tươi đâu. Cam đất rất là đẹp luôn. Đây phải không? Cả mã này nữa. Kéo đâu rồi? Túi 3 này, túi hến nhá chị nhá. Được chưa? Túi 3 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. 299.000 một con túi hến như này. Được chưa? 299.000 đồng các chị lên đơn hàng cho là túi 3 và kèm số điện thoại. Hình như mã này nó không phải có một màu đâu, có mấy màu đấy. Túi 3 và cách số điện thoại cho em. Được chưa? Chị yêu lấy lên đơn hàng cho là túi 3 nhá, 299.000. Túi 3 cho em là 299.000 đồng một túi. Các bác mình lên đơn tất cả các túi như em nó đều có khóa nắp túi. Chứ là nó không phải là túi bỏ ra nó không có khóa các chị nhá. Đây các chị nhìn cho em này. Đấy chưa ạ? Túi 3 lên đơn cho em nó có khóa nắp hết như này cho em ạ. Nó có khóa như này cho em. Túi 3 cho em 299. Bộ em mặc là 179.000 chị ơi. Hàng em đang bán 250 mà sale nốt các chị là 179 đấy. Phải có một màu không chị? Phải một màu thôi. Một màu này á? Rồi, mã này túi 3 cho em. Túi chị nào thích size nhỏ nhỏ xinh xinh thì các chị đeo cái túi này cho em này. Đấy chạy, lên đơn hàng cho là túi 3. Bộ em mặc là 179 bộ B2. Mã này lên đơn hàng cho là túi 3 và kèm số điện thoại ạ. À. Đấy chạy, túi 3 và kèm theo số điện thoại cho em. 299.000. Đấy chạy, 299.000 đồng một túi. Để các chị nhìn chất da cho em này. Bao chất luôn. Đấy chạy, em bao chất luôn các bác luôn nhá. Có một màu riết là cái màu này là màu phong thủy. Đấy chạy, màu phong thủy ấy ạ. Bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line. Bên ngoài cái màu của nó sẽ đậm hơn trên livestream. Để chạy 299.000 đồng chị yêu lấy lên đơn hàng. Để chạy chị yêu lấy lên đơn hàng cho em 299.000 đồng các chị comment cho là túi 3. Túi 3 cách số điện thoại nhá. Đấy, chất da của nó mềm nhũn luôn. Chất da mềm nhũn luôn. Để chạy lên hàng cho em là mã gì ạ? Túi 3 và kèm theo số điện thoại cho em. Rồi lên quần áo tiếp nhá các chị nhá. Một buổi live gọi là sương sương lên mấy mã thôi. Đấy, lên mấy mã thôi, không lên nhiều. Nó sẽ bị nhám. Bây giờ em lên các chị quần sóc với áo phông các chị nhá. Cho em xin lượt chia sẻ đi ạ. À. Em xả hết phông hãng. Để cho em xả hết phông hãng. Set em mặc là Quyên Trần Thị ok. Set em mặc là xả 179.000. Nó có hai màu, nhưng mà em mặc là màu nâu tây với lại màu be. Có hai màu là màu nâu tây màu be ạ. À. Bùi An rồi ok. Có túi nhỏ không? Nó có mà chị. Có cả size 15, 18 mà chị. Nhưng mà bây giờ để bóc Bóc ra nó lâu lắm. Tất cả đều ở trong cái hộp hết. Đây tặng đốt phùng hãng các bác mình luôn nha. Em tặng nốt phông hãng luôn này.
chị lên đơn hàng trên là mã gì ạ? Mã gì ạ? Mã đỉnh 1 cho em. Đỉnh 1 và kèm số điện thoại cho em toàn bộ hàng VIP ạ. Toàn bộ không VIP luôn nhé các chị nhá. Lên đơn hàng trên là mã gì ạ? Đỉnh 1 và cách số điện thoại. Đỉnh 1 và kèm số điện thoại cho em có rất là nhiều màu luôn. Quần giả váy mã này còn ở chỗ nào không nhỉ? Nó còn sót mấy chiếc của quần giả váy mã này thôi. Đây này, trong này, trên này. Trên này, trên này, đây cho này. Bộ lộc lá còn nên lò Trung Hiếu ơi. Giả váy mà khi còn có 3-4 cái. Còn 3 cái màu đen. Để chạy các chị có là đỉnh 1 cho em. Đỉnh 1 và cách số điện thoại cho em phông của hàng Quảng Châu các chị nhá. Phông hàng Quảng Châu thì tại em còn nâu bò là một này. Nâu bò là một này, màu đen, màu trắng, màu hồng. Nâu bò đen trắng hồng các chị nhớ lên đơn hàng cho em. Bộ vừa xong em mặc là set zoom chị ơi. Đấy các chị lên mã hàng cho em ạ, chất phông của nó cực xịn luôn ạ. Giả váy em mặc em chỉ còn sót đúng 3 chiếc thôi. Mã hàng các chị comment là đỉnh 1 ạ. Đỉnh 1 cho em màu nâu bò này. Đỉnh 1 cho em màu trắng này. Đỉnh 1 cho em màu đen và đỉnh 1 cho em màu vàng. À có cả hồng luôn nhá. Có cả hồng luôn. Hôm nay tặng nốt các chị là 100. Bình thường hàng này hàng 350. Hàng 350. Hàng 350.000. Ok chưa ạ? Toàn bộ hàng mắc MV cho em như này. Hàng cao cấp nhá. Hôm nay chị nào chia sẻ like cho em tặng nốt các chị là 165.000. Đấy chưa ạ? 165.000 đồng. Bao giá thị trường luôn ạ, 165.000. Bác nào lấy lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Đỉnh 1 và cách số điện thoại. Đấy chưa ạ? Đỉnh 1 và cách số điện thoại cho em. Không có cổ lúc này em sell rồi chị ơi. Nó lẻ một ít em sell hết rồi. 165 à? Rồi bán hơn 165.000 cho gọn mẫu đi các chị ơi. Đỉnh 1 cho em. Đó, đỉnh 1 và kèm số điện thoại ạ. Đỉnh 1 và kèm số điện thoại cho em. Tất cả em có màu hồng là 1 này, màu trắng là 2 này. À, có cả màu vàng bò này, màu vàng vàng đậm này các chị này, màu nâu bò này, màu vàng đậm cho em này, màu đen nữa. Đây màu đen này các chị, đỉnh 1 cho em nhá. 165.000 đồng các chị mình lên đơn hàng mà có sao các chị dưới 60 cân đổ về và đổ hiện tài khoản là trên 40 cân đổ lên. Đấy chưa ạ, 40 cân đến 60 cân đổ em chốt đơn, đỉnh 1 nhá các chị ơi. Đỉnh 1 và kèm số điện thoại. Tí vào xem lại nhá chị nhá, chị Hương Thu ơi. Đây ạ, các chị nhìn cho em này, hàng này hàng của nó là hàng Quảng Châu và mác của nó sẽ tắt sườn. Đấy chị ạ, mác của nó sẽ tắt ở bên sườn nhiều mẫu lắm chị Nguyễn Hà ơi. Không em nhiều mẫu lắm. Nó có hàng nghìn mã cơ. Đấy, đỉnh 1 cho em. 165.000 đồng sell nốt mã này các chị yêu nhá. Viết trên buổi livestream. Chia sẻ 4 lần cho em rồi. Ok chưa? 165.000 đồng, bao chất lượng luôn. Hàng của nó hàng chưa sell của nó là hàng 350 với 360. 360 là 6. Bây giờ sản nó các chị là 165.000. Quần giả váy em đang mặc là sell nó là 149.000 chị ơi. Sell 149 nhưng mà nó còn lẻ size nhá. Nó còn 4 chiếc có lẻ size thôi. Các chị lên đơn hàng cho em, chị nào đã nhận được phong của hãng MV các chị cho em xin một cái feedback ạ. Chị nào đã nhận được phong của hãng MV cho em xin một cái feedback với các chị ơi. Chất tại các chị này nó lì cực kỳ luôn nhá, đanh và mát. Nó không phải là hàng quảng à quên, nó không phải là hàng hãng à quên, không phải là hàng xưởng. Đấy chứ ạ, nó không phải là hàng xưởng. Đấy, nó bắt đầu nhịu rồi đấy. Ok chưa ạ, chị Đinh, Đào Thị Hòa. Ôi, xả cái giá này mà các bác không chia sẻ like cho em, gọi là em buồn lắm. Em mà lỗ rồi đấy các bác ơi. Lỗ quá nhiều luôn con áo này. Được chưa ạ, tặng các chị một có 165.000 đồng giá nhập vào cũng được. Tặng 165.000 đồng giá nhập vào cũng được, thôi để vào vụ bán thôi. Xót ruột quá. Các bộ quần dài. Được chưa ạ, các bác cho em xin nút chia sẻ. Tại vì em thấy luôn là cái mã này em bán lỗ vốn. Mã này bán lỗ vốn. Mà các bác còn ngần ngừ cái này, thôi em để dành em bán được. Thật sự luôn là chất nó quá đẹp. Bình thường nhập con này vào làm sao được giá 165.000. Bình thường không bao giờ khách nào đi nhập buôn không bao giờ nhập được con này 165.000. Đấy các chị nhìn qua các chị biết ạ. Mã hàng cho em là mã gì ạ? Đỉnh 1 và kèm số điện thoại cho em. Màu hồng rồi ok chị này. Chị nào có đơn các chị lấy thêm cái mã này mà dồn đơn. Thực sự luôn là nó quá đẹp luôn ạ.
buồn ở trong đây mới. Có cái gì độc lạ. Chơi dưới 60 cân thôi. Đỉnh 2 cho em này. Lên đơn nào cho là đỉnh 2 và kèm số điện thoại ạ. Đỉnh 2 và kèm số điện thoại cho em. Tạm nốt khách hàng em là 99.000. Để cho em tạm nốt khách hàng em là 99.000 đồng. Dáng crop top và em còn sót màu hồng. Dáng crop top và em đang còn sót màu hồng thôi ạ. Các chị comment là đỉnh 2 và kèm số điện thoại. Để cho đỉnh 2 và kèm số điện thoại cho em còn nguyên màu hồng các chị nhá. Lúc chiều chị gọi hai lần em không nghe máy á. Gọi lúc nào chị ơi? Tại vì thường cái số điện thoại của em chỉ giải quyết đơn của khách sỉ thôi, chứ em không gọi điện chốt đơn. Đấy, ít khi em gọi điện chốt đơn một cái số điện thoại chính của em lắm. Đây mã hàng cho là đỉnh 2, tặng nốt các chị 99.000. Lên đơn hàng cho là đỉnh 2 và kèm số điện thoại 99.000 đồng các chị yêu nhá. Và sót màu hồng. Các chị tầm khoảng 55 cân đổ về em chốt đơn, 40 cân đổ lên ạ. 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn hàng. Hàng của nó toàn bộ là hàng xịn xò luôn, hàng Quảng Châu này. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Tại lúc các chị yêu là 99.000 đồng. Chị yêu là lấy lên đơn cho là đỉnh 2. Đỉnh 2 và kèm số điện thoại ạ. Cái điều khiển đâu hôm nay sao lạnh thế nhỉ? Hôm nay nó rét này. Hôm nay mưa xong là rét. Còn mấy cái? 7-8 cái. 6 cái. Xong chưa? Đang ăn đâu? Ở trong nhà á? Đang ăn cơm với xoài cam. Cái thằng đấy là nó đợi con bé đang mua đồ ở trong nhà này. Thế nó làm gì ở ngoài à? Những con bé nó đang mua quần áo ở trong nhà ấy thấy. Chạy vào mặt rất nghiêm trọng. Dính gì? Nó đưa người yêu về nhà nó không có quần áo, nó ra đi mua quần áo ấy. Nhá. Sẽ là soi à, nó đang đợi người yêu nó. Đây giả váy đây chị này. Giả váy là 149 nghìn đồng. Em còn sót mấy chiếc size S thôi ạ. 149. Hả? Giả váy 149. 149 nghìn. Các chị comment là giả váy 1 cho em nhá. Giả váy 1 lên đơn hàng cho em. Tặng nó các chị giá 149 nghìn. Chị yêu lấy lên đơn size S. Em cho nó các chị khoảng 50 cân đổ về thôi. Chị Thủy Nguyễn rồi, ok chị ạ. Mã này các chị coi là giả váy 1 ạ. Giả váy 1 và kèm số điện thoại. Cái giả váy này em có tặng các chị một cái dây lưng nữa nhá. Đấy chị ạ, giả váy 1 và kèm số điện thoại trên là mẫu em đang mặc. Tặng các chị nốt là 149.000 rồi có kèm dây lưng. Tặng nốt các chị 149.000 đồng mà có kèm dây lưng ra như này. Các chị lên đơn hàng cho em là giả váy 1 và kèm số điện thoại cho em. Giả váy 1 và kèm số điện thoại cho em tặng vừa bán vừa tặng luôn các chị 149.000 đồng ạ. Còn 3-4 cái size S thôi. Một cái size M như đang mặc thôi ạ. Giả váy 1 cho em dưới 50 cân nha các chị nhá, từ khoảng là 42, 41, 42 cân đến tầm có 50 cân đổ về. Áo em mặc tặng các chị 99.000 đồng là đỉnh 2 ạ. Chị Duy An Hà nhá, đỉnh 2 và kèm số điện thoại cho em. Đỉnh 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. 149.000. Áo này là 99.000. 100.000 chị nhá, 100.000. Đấy, quần sóc giả váy em mặc là mã gì ạ? Giả váy 1 còn đúng 4 chị em tặng nó các chị giá 149 thì em bán là 175.000. Tặng luôn 149.000 đồng cho em hàng Quảng Châu nhé các chị nhé. Hàng Quảng Châu. Giả váy 1 cho em ạ. Kèm dây lưng. Tặng kèm dây lưng luôn ạ. Bật điều hòa thì rét. Mà tắt đi thì nóng. Bây giờ biết bán cái gì được. Tại vì nhiều cái thứ linh tinh quá. Ok chị Duy An à. Thôi chị cứ dơ từng mã đây cho em đi.
chị bốc ở trong kia ra đây cho em với. Đưa cho em mã nào em bán mã đấy thôi. Dạo này ế ẩm chán quá các bác ạ. À cái này nó còn mấy cái. Ờ, phông đi. Phông giảng rộng nha các chị nha. Phông giảng rộng cho em. Còn sót mã này luôn này. Các chị comment cho là đỉnh 3. Đỉnh 3 là phông giảng rộng và phông giấu quần. Phông giảng rộng và phông giấu quần cho em. Lên đơn hàng cho là đỉnh 3 và kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Đỉnh 3 và kèm số điện thoại cho em. Bỏ thủ nha em, còn sót có mấy cái thôi. Chị nào lấy coi là đỉnh 3 cho em. Đỉnh 3 phông gấu cho em mà form rộng các chị nhá. Form này form rộng cho em mà dưới 60 cân thôi. Form rộng kiểu dấu quần. Màu nâu nhà em đầy. Chị ơi, phông màu nâu nhà em nhiều lắm. Đây form này kiểu là dáng dấu quần cho em. Mã này các chị coi là đỉnh 3 và kèm số điện thoại cho em. Tặng nốt các chị là 79.000. Tặng nốt các chị mình là 79.000 đồng. Em có màu hồng sen này, màu xanh, màu cam, xanh cam mỗi thứ còn một cái nhá chị nhá. Mỗi thứ em còn một cái. Em tặng nốt các chị là 79.000 đồng một phông. 79.000 đồng một áo phông như này cho em ạ. Thứ đó còn màu hồng như đang mặc. Tặng các chị là 79.000 đồng, các chị coi là đỉnh 3 cho em. Phong màu nâu nhà em rất nhiều luôn chị Lại Thanh Huyền ơi, toàn bộ là phong của MV. Đây các bác nhìn cho em con áo này, 79.000. Còn ít sale luôn. Được chưa? Còn ít em sale luôn 79.000 đồng, các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 3 và kèm số điện thoại. Ok chưa? Đỉnh 3 và kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng. Vừa bán vừa tặng luôn. Được chưa? Thủy Trang Bùi Dỗ, ok chị này, mã đỉnh 3 cho em, 79.000. Trời ơi, bán 79.000 đồng rồi vẫn còn là mệt mỏi thế này á. Trời ơi, thề luôn à. Chưa bao giờ bán hàng mà gọi là nó gọi là buồn đuổi ruồi thế này. Xanh còn một cái. Hồng sen thì mặc trông nó trẻ trung á chị này. Thấy chưa ạ? Mà tặng nó các chị có 79.000 đồng con áo phông. 79.000 đồng con áo phông cho em. Còn có một cái màu xanh nữa chị xem còn chỗ nào treo không? Không, hết rồi. Hết rồi. Hôm nào dành chị bận quá giờ mới vào được. Cắt hàng quá à chị. Không khổ em bán rồi chị ơi. Không có khổ em bán rồi. Con này sale 79.000. Không có khổ em xả rồi chị ơi. Không có khổ xả rồi. Phong MV á, phong MV bán rẻ quá chị ơi. Tại vì em sale có giá có 165-170 mà các chị còn phân vân ý. Thì em để dành cũng được. Tại vì lúc nào mà mở hàng được cửa hàng bán lẻ thì em để treo em bán. Chứ còn em xả trên line nó rẻ quá rồi. Xong là nhỡ mà chị nào có bom hàng của em là em bị lỗ cả tiền cước nữa luôn ý. Tại vì bình thường phong MV là người ta bán tầm 350-360 cơ. Mà bây giờ em thanh lý có 160-170 nghìn. Các chị thấy không ạ? Thế là bác nào mà có kiểu là đặt xong là đến nơi mà các chị không nhận ý. Có lỡ mà các chị không nhận hàng là em lại phải mất mấy chục nghìn tiền cước nữa, cước hoàn nữa. Là chết đòn luôn ý. Mà xong cái đấy là vài hôm nữa mà hết dịch xong là mở được cửa hàng bán lẻ là em không có hàng bán mà nhập vào giá nó rất là cao. Chứ không có rẻ đâu ạ. Đây chị cho em xem một cái mã phông MV đấy, có màu nâu đi. Chỉ có chị gì vừa hỏi là có màu nâu kìa. Có màu nâu không em? Nâu em có cả nâu tây với nâu đất chị nhá. Có cả nâu tây với nâu đất luôn. Đây, cái hàng Miu này. Đấy chưa? Đây các bác nhìn cho em hàng này. Toàn bộ hàng bán lẻ để bán lẻ ra tầm 350-380. Đấy chưa? Toàn bộ để mà hàng bán lẻ ra rơi khoảng tầm 350-380 nghìn. Các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 4 ạ, đỉnh 4 và cách số điện thoại cho em. Đây các chị này. Ui bán giá gọi là giật mình luôn. Các bác nhìn cho em một con mã hàng kia là mã đỉnh này. Xịn sò luôn nhá. Đấy chưa? Toàn bộ hàng MV cho em hàng VIP như này mà khách hàng bảo là em bán 180-190 đã là quá rẻ rồi ấy. Ok chưa ạ? Hôm nay tặng lúc khách hàng em 170.000 đồng. Gọi là lấy đơn cho nhân viên chốt thôi. Lấy đơn nhân viên chốt đơn, các chị coi là đỉnh 4 ạ. Đỉnh 4 mà kèm số điện thoại cho em, màu nâu là 1 này. Màu đen là 2, màu hồng là 3. Nâu đen hồng. Ok chưa? Form nó đẹp lắm các chị ạ. À, hình chai neo á, hình chai neo ở chỗ nào nhỉ? Tí nữa em tìm chị ơi, hình Miu Miu, năm nay nó hot cái chữ Miu Miu ấy. Đấy, các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 3, à đỉnh 4 ạ, đỉnh 4 mà kèm số điện thoại cho em tặng nốt các chị giá 170 nhá. Dưới 62-63 cân đổ về ạ. Dưới 62-63 cân đổ về em chốt đơn. 170.000 đồng. Được chưa ạ? Đỉnh 4 cho em chị Hoàng Loan, ok có đơn ạ. Đỉnh 4 là chị Thu Hường, ok chốt màu hồng, màu cam gọi buổi chiều à. Ồ. Đây các chị này, màu hồng cho em.
Nói chung là siêu xuất sắc luôn. À có một sót một cái màu vàng bò này. Sót một cái màu vàng bò. Đấy các chị nào lấy comment luôn là đỉnh 4 mà kèm theo màu với số điện thoại cho em ạ. Nói chung là để mà bán giá này thì em bán lỗ đấy. Em bán lỗ quá luôn ấy. Cái hàng MV này giá nhập vào người ta không có giá này đâu. Đấy chứ ạ, nhập vào không có giá này luôn. Đấy các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 4 ạ. Màu nâu bò này các chị nhìn xem cái chất của nó rất là đanh luôn. Không có một vết chỉ thừa chỉ lỗi luôn ấy ạ. Hàng này ít khi nó có hàng lỗi lắm. Toàn bộ hàng Phong Quảng Châu. Sao nhầm màu được chị Mộc Miên. Chết mất thôi mấy cái đứa này. Đỉnh 4 cho em. Cái hình Chanel nó ở chỗ nào ấy nhỉ? Béo bụng thì mặc màu tối thôi mẹ ơi. Béo bụng thì mặc màu tối thôi gái ơi nhá. Béo bụng mà mặc màu sáng đi trông nó lại càng lộ bụng. Mặc màu nâu hoặc màu đen đi. Mặc nâu hoặc mặc đen cho em. Được chưa ạ? Mẫu này đỉnh 4 ạ. Đỉnh 4 và kèm theo màu với số điện thoại ạ. Đây các chị nhìn cho em form áo này. Trông cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đỉnh 4 và cách số điện thoại cho em. Tặng giá nốt 170.000. Rồi sơ vi lên. Rất là đẹp luôn. Thôi nghỉ rồi. Hôm nay bán mệt mỏi quá nên mất. Kiểu là dịch dã này khách cũng gọi là hạn chế mua ấy. Chất lì đanh mà. Màu em mặc là nâu tây chị Thu Thủy ơi. Màu em mặc là nâu tây chị nhá. Ok chị Đào Thị Hòa này. Ok chị Thùy Linh ạ. Đợi em một tí rồi em lên từng mẫu một. Được chưa ạ? Đợi em một tí. Quần legging thì em lại chưa về hàng với chị Nhung Hoàng ơi. Rồi. Các chị cũng lấy màu. Đây đây có hình Chanel còn đúng mấy chiếc thôi nhá. Đây Chanel đây. Chanel còn đúng một cái màu nâu thôi ạ. Nghe em còn áo nắng chị ơi. Chạy Chanel còn sót một chiếc màu nâu này. Màu này là màu hồng cho em ạ. Màu hồng cho em nhé. Mã hàng coi chị comment cho là đỉnh 5. Đỉnh 5 và kèm số điện thoại ạ. Chạy đỉnh 5 và kèm số điện thoại cho em. Chống nắng dài em còn chị Thu Nguyễn ơi. Siêu 350 áo chống nắng dài Laloma nhé. Đấy các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 5. Màu hồng này, màu đen, màu nâu tây ạ. Hồng đen nâu tây nhé chị yêu nhé. Còn sót 3 màu. Xem lúc các chị 170 ạ. Xem lúc các chị là 170.000. Đây, hình Chanel, có chị nào vừa hỏi hình Chanel đây. Đấy chứ ạ, mã hàng cho là đỉnh 5. Đỉnh 5 và kèm theo số điện thoại này. Đẹp xuất sắc luôn. Đỉnh 5 và kèm số điện thoại cho em. Đấy chứ ạ, tặng nó các chị 170. Nó còn sót bằng này cái thôi ạ. Màu đen này. Màu hồng còn 2 chiếc, màu nâu tây còn 1 chiếc nhá. Nâu tây còn 1 chiếc. Chị yêu lấy lên đơn hàng cho là đỉnh 5 ạ. Đỉnh 5 và kèm số điện thoại này.
Thu Nguyễn lên số điện thoại cho em chị ơi. Ok chị này, Văn Thị Thúy ngoan này. Ô, màu hồng này đẹp mà, hồng bên ngoài nó sẽ là hồng đậm nhé chị nhé, nó không phải là hồng hồng phấn đâu. Màu hồng đẹp lắm, đây màu đen luôn này. Nâu tê còn một chiếc của mã đỉnh 5 thôi. Đây màu đen cho em. Có size gì đây? Size L này dưới 62 cân đổ về. Chạm dưới 62 cân chị Phạm Mến. Áo nắng dài thơm size L rồi, ok chốt đơn. Đây các chị nhìn trên màu đen này. Toàn bộ hàng hãng các chị nhé, toàn bộ phông hãng cho em. Má hàng cho là đỉnh 5 mà kèm số điện thoại ạ. Legging nhà em hết hàng rồi chị ơi. À chị ơi cho em xin mấy cái quần mã Q2 mà cái mã đai da ấy. Đai da ở ngoài kia còn ít thì em lên luôn cả mã quần đai da cho các chị nhá. Thu Nguyễn rồi ok chị luôn ạ. Còn sót mấy cái của size L với XL. Em xem còn cái nào bé bé ở ngoài này em còn sót đúng một con size S. Mà còn đâu là size L và XL. Bảo thủ á, từ từ chị ơi, tại đợt này đang chán quá, bán nó chán quá chị lên nhà mình ạ. Đây các chị lên đơn hàng cho là mã gì ạ? Quần này các chị comment là quần gì? Quần Q2 nhá, Q2 kẹp số điện thoại cho em xem nó các chị là 99.000. Quần em nó 110.000 nhưng bán nó các chị 99.000 đồng ạ. Nó là quần đai da cho em xịn sò. Ok chị ạ, chị Vương Hoàng ok chốt số nắng dài, chị Kim Oanh rồi ok chị chốt đơn. Mã hàng các chị comment cho em là mã gì quần Q2 nhá. Còn đúng 4 5 cái em tặng nó khách hàng là 99.000 một quần. Được chưa? 99.000 đồng một quần, các chị lên đơn hàng cho em. Sock em vừa mặc là sock giả váy chị yên tâm ơi, còn nguyên size S thôi. Đây ra còn một chiếc size S em đang mặc này, còn đó là còn size L và XL. Size L các chị tầm 55 56 cân và XL các chị tầm 65 cân đổ về. Đấy, tặng khách hàng em nó là 99.000 một quần. 99.000 đồng một quần cho em. Ở đây còn hai con size S này. Đây này. Q2, nhớ là comment là quần Q2 cho em. Q2 và kèm số điện thoại này. Để chạm Q2 và kèm số điện thoại cho em. 99.000. Đấy, xả nốt các chị yêu là 99.000 đồng một quần. Nó còn có mấy chiếc thôi ạ. 65 cân đổ về có size vừa nhá các chị nhá. Và các chị 45 cân đổ lên có size. 45 cân đến khoảng 50 51 cân này, với lại từ khoảng 55 cân đổ lên đến khoảng 65 cân đổ về. Hết size M các chị nhá. Đã lúc các chị cho là 99.000 một quần. Đấy, lại Thanh Huyền rồi ok chị này, Q2 CS chị Kim Oanh có đơn ạ. Đây còn vài này chiếc đúng không? Đây này, tặng lúc khách hàng em là 99.000 đồng ạ. Nên là không trắng nem nhiều cũng chẳng lắm chị ơi. Chị Nhung Hoàng có cần Q2 này, tặng nốt 99.000 một quần nhé khách hàng ơi. Q2 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, dạ Q2 và kèm số điện thoại cho em. 99.000. Đang ngắn em hết hàng rồi chị ơi. Đang ngắn hết hàng. Đây còn sót một ít quần này. Các chị comment là quần Q3 cho em. Q3 và kèm cho số điện thoại cho em ạ. 53 cân á, 53 cân mặc size L bị rộng chứ chị ơi. 53 cân chỉ là size M thôi. Các chị coi là quần Q3 cho em quần sóc hàng Quảng Châu nhá. Em tặng lúc khách hàng em 99.000. Để chị hàng 155 xả lúc các chị 99.000 đồng lẻ sai. Nó lẻ sai các chị coi là quần Q3 cho em ạ. Q3 và kèm theo số điện thoại nhá. 99.000 một quần nốt này. Để chị 99 một quần cho em hàng Quảng Châu. S này. Em còn nguyên size các chị tầm
khoảng 50 51 cân đổ về. Size L các chị tầm 55 đến 60 cân, còn đúng một chiếc size L thôi, các chị coi là quần Q3 cho em này. Q3 và kèm số điện thoại cho em, quần sock hàng Quảng Châu, quần sock Togo nhá các chị nhá. Quần sock Togo hàng Quảng Châu cho em tặng cho các chị 99.000. Đằng trước là cạp nhá các chị ơi, đằng trước nó là giả cạp cho em như này và đằng sau là chun. Đằng sau nó sẽ là chun. Các chị lên đơn hàng là quần Q3. Xả nốt 99.000 một quần luôn này, còn sót một tổng. Q3 lên đơn hàng cho em. Được chưa? Q3 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em 99.000. Đấy, bán rẻ nốt các bác luôn, 99.000 đồng Q3 quần sock ạ. Sock là sock thô. Sock của nó sock thô cho em. Em gửi luôn các chị một con size S luôn này. Q3 chị nào nhanh tay được 99.000. Q3 99.000 một quần như này. Ôi ôi đẹp chưa? Được chưa? 99.000 một quần, lên đơn hàng cho em. Q4 luôn đi. Lên đơn hàng cho là Q4 ạ. Quần em mặc cái sale nó có 100.000 đấy chị này, nó còn có lẻ mấy cái size S thôi với một cái size L. Đấy chị yêu lấy comment luôn cho em. Đây Q4 này. Em mặc size M nó rộng nhỉ. Size M các chị bị tầm khoảng 53 cân, 54 cân đổ lên đấy. Nó sẽ các chị tầm khoảng 51, 52 cân đổ về. Các chị coi là Q4 và kèm số điện thoại cho em. Q4 và kèm số điện thoại em còn sót nguyên đỏ nhá các chị nhá. Còn sót nguyên màu đỏ, một cái màu nâu và một hai cái màu đen thôi ạ. Q4 ạ, số đơn các chị dưới 60 cân. 60, 61 cân đổ về ạ. Áo nắng á, còn áo nắng chỉ còn dáng dài thôi, hết dáng ngắn rồi chị nhá. Đây Q4 cho em, để chạm 139.000. 139.000 đồng, cơ bản cái mã này nó vẫn đủ size. Cơ bản mã này vẫn đủ size các chị ơi mình luôn ạ. Mã hàng Q4 cho em, hàng Quảng Châu các chị nhá. Đây có cả màu trắng luôn này. Trắng còn ít, đấy chứ ạ, trắng còn 1-2 cái thôi ạ. Màu đen còn 1 chiếc này. Chị nào lấy comment là quần Q4 cho em. Q4 và kèm số điện thoại này. Màu đen còn một cái size M. Được chưa? Màu đen còn một cái size M, nó là quần sock thô nhá. À quên. Ờ đúng rồi, quần sock thô cho em. Quần em quần giày mới thay xong là mã quần Q2 là 100.000. Đấy chị hàng Nguyễn nhá, quần này là 139.000 chị ơi, 139.000 là một quần. Các chị có may là quần gì ạ? Q4 ạ. Q4 và kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ này. Đấy, Q4 cho em màu đỏ này, Q4 cho em màu trắng này. Màu đen với màu nâu nhá, đâu còn một cái thôi hết à, còn hai cái. Còn hai con màu nâu cho em. Còn sót hai cái màu nâu. Q4 ạ. Chất gọi là nó mát lạnh luôn, tại vì là hàng này hàng Quảng Châu các chị nhá. Toàn bộ hàng quần Quảng Châu cao cấp luôn. Cái hàng này nó vẫn đủ size. Nó vẫn đủ size đủ số. Đây cái màu nâu này nó còn lẻ còn đúng hai chiếc này các chị này. Lên đơn hàng chỉ là Q4 ạ. 139.000 một quần sót ạ. 139.000 đồng một quần sót cho em. Nhiều đấy, lên đơn hàng ạ. Đó. Nghèo hơn cái nhà này nghèo thế. Ừ. Rồi Q4 ạ. Q4 139.000. Lên form rất là đẹp luôn ạ. Q4 và kết số điện thoại cho em. Sót mấy bộ này. Và sót mấy bộ này. Rồi chị nào lấy Q4 lên đơn hàng cho em nhé. Nên đâu hết rồi chị ơi, còn màu đỏ thôi, đỏ với trắng. Đây bộ đây, bộ sao lại còn lẻ mấy bộ ở trong này vậy. Nâu hết các
chị ơi, còn màu đỏ thôi. Con này còn màu đỏ là chủ yếu đấy ạ. Đây bộ này, bộ còn ít bộ linh tinh tinh thế này nữa, SM. Thì chắc em còn một ít bộ đũi. Em còn một ít bộ đũi nữa của size S và size M. Chị yêu lấy lên đơn hàng cho em. Chắc đũi với chị nhá. Em tặng hết khách hàng E là 120.000 một bộ. Thì chắc 120.000. Còn có 3-4 bộ thôi, các chị comment cho là bộ gì nhỉ? Bộ B mấy? B4 cho em 120.000. Còn đây là bộ B4 nhé các chị nhé. B4 và kèm số điện thoại cho em 120.000 đồng. Bộ này là bộ đũi cho em. Đấy chạy, bộ đũi cho em, bánh bèo. Đó, chị yêu lấy comment bộ B4 ạ. Sẽ em cho đôi các chị khoảng 50-51 cân đổ về. Size M cho đôi các chị khoảng 55-56-57 cân đổ về lên đơn. Đấy chạy, bộ B4 ạ, còn đúng 4 bộ nhé. Cả size S, cả size M. Đấy chạy, còn sót 4 bộ cả size S, cả size M 120.000, sale note này. Chất của nó bắt lạnh luôn ạ. Bộ B4 cho em. B4 và kèm theo số điện thoại ạ, 120.000 một bộ. Hàng loại 1 các chị nhá. Đấy chứ ạ, chất của nó là hàng chất đũi. Chất của nó là hàng chất đũi cho em, bộ B4 ạ. Phong kiểu á. Còn 4 bộ lấy nốt đi chị ơi, còn lấy cột chứa ra một bộ làm gì. Em bạc thanh lý rồi đấy. Còn đúng 4 bộ lên, à chị Hương Trần lấy nốt nhá. Em hết rồi này. Nó bị sót hàng thôi. Đẹp này mà cất ở trong góc nhà này. Này xốp tàu này. Cho đẹp quá này. Quần này còn Q5 của không? Q5 lên đơn hàng cho em. Đẹp như thế này mà cất kín quá cơ. Đẹp như thế này mà cất kín quá. Này. Xốp đẹp này mà giấu hơi kỹ xốp vải. Rồi 4 bộ luôn, ok chị. Quần này lên cho là quần Q5. Tay xốp vải đây, còn có SML 3 size nhé các chị nhá. SML 3 size các chị lên đơn hàng cho là quần Q5 ạ. Q5 mà kèm số điện thoại ạ. Ba lỗ lưới chắc là vẫn còn đấy chị ơi. Em thề luôn là em còn quên cái mã này em chưa bán đấy các bác ạ. Hôm nay thì mới tìm thấy trong góc nhà. Hôm nay mới tìm thấy trong góc nhà. Nhiều khi những cái mã nó còn sót lại. Quần này hàng cao cấp này. Quy mấy đấy chị? Quy 5 đúng không? Thủ tục hơi rườm rà một tí. Nó là dây xích để các chị không thích, các chị có thể bỏ đi. Bỏ đi được cho em. Cứ bỏ sườn cái này đi xong. Cái này cái phụ kiện nên các chị không thích, các chị bỏ ra ngoài cho em cũng được.
Hiệu Q5 cho em 155.000. Sale lốp 155.000 nữa chị nhá. Hàng này là hơn 200 giá cũ đấy ạ. Hơn 200.000, sale lốp các chị là 155. Có size S, ML, 3 size. Đấy chị ạ, có size S, size M và size L. Chị yêu lấy lên đơn hàng cho em này. Chất của nó cực đỉnh luôn nhá. Hàng 22 giá cũ ạ. Bây giờ sale lốp các chị là 155.000. Hàng này đẹp lắm này, cái chất của nó là bên trong của nó sẽ lót lụa các chị nhá. Bên trong nó sẽ lót lụa cho các chị mình luôn. Đây. Đẹp quá mà form này các chị tưởng 58 cân đổ về thôi. 58 cân các chị mặc size L được, và các chị tưởng 54 55 cân các chị mặc size M, và các chị dưới 50 cân các chị mặc size S cho em. 155.000. Em còn sót đúng 1 gì này. Cái nhà 2G sao ấy, 2 hay 3G đấy. Ok chưa ạ, tặng nó các chị giá 155.000. Các chị có bên cho là quần Q mấy? Q5 nhá các chị nhá, Q5 và kèm số điện thoại cho em. Đấy chưa ạ, Q5 và lên số điện thoại cho em, các chị mình có đơn. Rất là đẹp luôn. Đấy, nó còn stock có vài cái thôi, hôm nay mới tìm thấy ạ. Em cũng tưởng mã này bán hết lâu rồi, nó lại còn stock có 1G hay 2G gì đấy thôi. Bom lỡ còn. Bom lỡ còn đấy chị ơi. Rồi Q5 cho em. Đấy chưa? Q5 các chị nhìn cho em này. Form rất là đẹp luôn ạ. Hàng 22 giá cũ đấy, bây giờ nó còn lẻ một ít, em sale nốt có tặng dây lưng các chị nhá. Q5 rồi ok 1G ạ. Chị Hoàng Loan có, chị Hương Nguyễn rồi ok, chị chốt đơn ạ. Rồi thi thoảng lại cứ tìm ra cái mã mà gọi là chưa từng thấy. Đấy chưa? Hàng 22 giá cũ đấy, bây chị ơi. Q6 luôn cho em đi, 155.000 cho lên đường. Để chạm mã quần Q6 lên đơn hàng cho em. Q6 và cách số điện thoại cho các chị nhìn này. Đẹp min man luôn, mã hàng Q6 chứ còn đúng một gì nó còn sót. Q6 và kèm theo số điện thoại cho em. Ủa cái mẫu này lên đẹp thế nhỉ. Em mặc size M, em giờ này em bụng em hơi to. Là em phải mặc size M, bình thường em chỉ mặc size S thôi ý. Em lên cân mà. Chưa có lúc nào lên cân như năm nay luôn. Bây giờ lên là gần 54 cân đấy, em mặc size M đấy ạ. Em còn phông mũ chị Ngọc Hoàng nhá. Đấy quần Q5 chị nào lấy lên đơn cho em là Q5 mà kèm theo số điện thoại cho em. Ôi mặc quần này á, chị nào xong là các chị mặc với áo crop top ý. Áo crop top ngắn ngắn các chị mặc rất là xinh luôn. Ok chưa? Quần này kiểu là dáng cặp cao đấy, dáng cặp cao cho em. Đây Q6 lên luôn cho em này, còn sót một gì đây các chị nhìn cái lớp lót bên trong của nó này. Nó mềm lắm nhá các chị nhá, hàng xịn sò. Được chưa? Bây giờ kiểu là bán xong là cứ hàng về em không có thời gian em xem ấy, xong là nó bị lẫn, nó bị sót, nhiều mã nó bị sót đấy ạ. Cho em nhìn gần Q5 nhé. Đây, nhìn gần Q5 đây. Q5 đây chị này. Đấy. Đẹp quá. Rồi Q6 cho em. Q6 chị xem em xong còn size gì không? Đây còn đúng một này cái này. Lẫn nha, toàn hàng đẹp như này mà bị lẫn này. ML 3 size, có đúng một con S, hai con size M, một con size L. Được chưa? Sản lúc các chị là 155.000. Được chưa? Tặng lúc các chị nhà mình là 155.000 đồng. Chị mua chú cơ quần Q5 rồi ok chị nào lấy quần Q6 em còn đúng một con size S này, hai con size M này và một con size L. Được chưa? Một S, hai M và một L. Nó là giống mã này đấy, giống mã này em còn một con size S luôn này. Giống mã này em còn một con size S luôn. Đây các chị này hàng 220 nhé các chị nhá.
hàng 220.000, tặng nó các chị giá là 155.000. Lẻ một con size S này, S em chốt đơn các chị từ 50-51 cân nhá. Đấy chưa? S của mẫu B chốt đơn các chị 50-51 cân. B của nó là mẹ đậm ấy, mối ngoài của nó là B đậm. Bộ lụa nữ em còn chị ơi. Đây các chị này. Q6 155.000, còn một cái size S màu B và một cái size S màu đen, hai con size M màu đen, một con size L màu đen luôn. Sản nó các chị là 155.000. Chị yêu lấy đơn hàng này. Rồi chị Hương Nguyễn lấy màu B, con mày làm B à Q6 đi, Q6 màu B đi ạ. Màu B size S chị nhá. Màu B của nó sẽ là size S ạ. Đây các chị nhìn cho em kiểu dáng này. Rất là đẹp luôn. Đấy, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Em bị hết, em bị sót đấy. Em bị sót hàng đấy các bác ơi. Cái khoảng lại khai quật ra chứ lại. Có cái hàng quần công sở mà ở chỗ ngoài chỗ ngoài kia hình như là mình còn chưa bán ấy. Áo vest chị cho em xin ít áo vest vào đây nào. Áo vest còn ít này. Xem con vest trắng phát nào. À vest trắng em còn size gì đây? Vest trắng em còn lẻ size. Hả? Ôi, vest trắng còn 3 con size XL luôn này. Vest trắng các chị nào mặc vừa con vest trắng XL các chị lên đơn nhá. Các chị có vẻ là vest trắng XL và kèm số điện thoại em còn lẻ ra 3 chiếc. Xem nó các chị là 199.000. Sản nó các chị là 199.000 đồng. Ơ, chị có nhầm không đấy? Con size S là size mặc vừa này. Thì nhiều đánh nhầm size ấy. XL đấy mà. Phải không? Ừ. Cái này đánh nhầm size rồi. S là size mặc vừa mà em mặc vừa size S này. XL không mặc vừa mà em mặc vừa size XL. Em nói bây giờ em không biết em nói cái gì luôn đấy. XL em không mặc vừa, bây giờ em mặc vừa XL. Thì là nó là size bé. Ừ, nó là size nhỏ đấy. Chị đánh tím đánh lại của em có nổ cổ. Cái con này chắc là size S này này. Đây này em mặc vừa in luôn này. Nghĩa ra size XL em phải mặc rộng thoải mái luôn đấy. Xem 199.000 đồng các chị coi là vest trắng cho em. Vest trắng và kèm số điện thoại này tặng cho các chị giá 199.000. Đây này, con này mới là chuẩn XL này, to thế này cơ mà. Thấy chưa? Con này mới là chuẩn XL này, em mặc con này size nhỏ này. Con này hình như là nó là size S hay size M gì đấy. Con này cho các chị tầm khoảng 53 cân đổ về thôi. 53 cân, được gọi là 48 cân, 53 cân ạ. Phong nữ nhà em rất nhiều luôn đấy chị Hà Lam ơi. Bắt đây các chị comment cho là vest trắng nhá. Vest trắng em sell nốt 199.000. Còn 3 chiếc. Được chưa? Hai con XL và một con của size S đi. Con em mặc là size S này. Đấy, nó treo nó đánh nhầm size. Chị Ngọc Bùi Thị Bích thì ok chị luôn ạ. Còn đúng 3 chiếc em tặng nốt các chị giá 199.000 nhá các chị nhá. Tặng nốt các chị giá 199.000 đồng, chị nào lấy lên đơn hàng cho em. Xả nó eo vest này. Đỏ cái XL luôn. Đỏ cái XL. Con đỏ ngoài kia treo là size gì chị? Đây con đỏ XL, còn hai con đỏ XL, ba con đỏ XL là toàn size XL còn sót lại nhỉ. 63 cân mà XL cho em là 60 cân XL chị nhá. Tầm khoảng 62 63 cân đổ về cho em và tầm khoảng 58 cân đổ lên. Đây còn hai con size S và ba con XL. Chị Hoàng Thân rồi ok, chị nào lấy màu đỏ các chị lên đơn, đỏ của nó là đỏ đậm nhé các chị nhé. Đỏ là đỏ đậm cho em. Chị thật mà tù lắm ok chị. Còn đúng một chiếc size S thôi, chị nào lấy màu đỏ các chị lên đơn này. Em còn 2 em màu đỏ, 2 em màu đỏ size S và 3 em màu đỏ của size XL. Đấy, các bác nào lấy lên đơn hàng cho em nhé. Mã hàng cho em là vest đỏ size S hoặc vest đỏ size XL kèm số điện thoại. S cho đơn các chị từ khoảng là 45-46 cân đổ lên. 45-46 cân là các chị 50-51 cân đổ về. Size XL chỗ đơn các chị là 57-58 cân đến khoảng là 62-63 cân đổ về em chỗ đơn. Đấy các chị nhìn cho em S này. Đấy lúc đấy đúng là con màu trắng em mặc là size S đấy. Thấy chưa, em mặc size S là vừa in luôn. Được chưa? Các chị coi là vest đỏ và kèm số điện thoại cho em. Vest đỏ của nó là đỏ đậm nhá các chị nhá. Form thì em rất là đẹp luôn. Nhưng em chỉ bán một loại form này như thế này thôi. Và bán
Nói chung là năm ngoái em cũng bán cái giá này luôn và năm nay cũng bán, tại vì mã này thì em là đắt hàng nhất luôn ạ. Bây giờ nó lẻ size tặng các chị giá 199.000 đồng. Các chị comment là vest đỏ kèm số điện thoại, vest đỏ kèm size kèm số điện thoại cho em chốt đơn nhé. Còn sót là 3 con XL màu đỏ và 2 con size S màu đỏ. Ok chưa ạ? Các chị lên đơn hàng cho em. Trời ơi, 199, 200.000 đi, còn không có. Đấy là chỉ bằng cái tiền công đi may thôi chứ còn chưa có tiền vải. Đấy, tiền công may để sợ là chỗ nào người ta lấy rẻ là lấy 200.000, 250 tiền công, 300.000 tiền công. Ok chưa ạ? Tùy từng chỗ. Còn bây giờ các chị từ em xem nốt là 200.000 một con áo này. Được chưa ạ? Một con áo vest như này. Có đen đấy chị ơi. Hình như là còn 1-2 con màu đen phải. Thì là đấy đỏ nó đỏ đậm như chị nhá. Có xanh tha luôn này. Xanh tha của size SM. Màu đỏ có chị nào lấy luôn luôn cho em màu đỏ này. Áo khoác gì chị ơi? Khoác gì ạ? Đỏ chị có rồi. Chị màu trắng nhé. Loan màu đông chị khoác mấy áo dài. À thế à chị, rồi ok chị nhá. Có cả màu xanh than mà chị ơi. Cả xanh than này. Xanh than em còn cả S cả M. Còn đúng một con xanh ở kia, ở ngoài đây kia đây. Treo một cái nữa là cái gì? Đây con nào? SML. Ngoài kia còn một cái không biết là size gì. Đây màu xanh than cho em. Một chất vải bao đẹp luôn. Xanh than không biết là còn XL không. Hiện tại bây giờ em đang nhìn thấy là size SML 3 size. Treo ở trên kia chân nó là size gì của em ấy. Được chưa, màu xanh than cho anh. SML 3 size. Ngoài thế thì còn hai con S này, một con size M, một con size L. Xem nó có chị là 200. Hai con xanh than, ba con xanh than size S, một con xanh than size M, một con xanh than của size L. Đấy, chị nào chốt đơn comment luôn cho nào vest cho em màu than size S hoặc vest màu than size M, vest màu than size L kèm số điện thoại để em giữ đơn nhé. Tại vì là mã này là mã lẻ và em chưa có về được bù được hàng đúng không ạ? Xả nốt 200.000. Cái trạng xả nốt 200.000. Các chị nhìn lên form này. Rất là chuẩn form luôn nhá. Đấy chợ lên form chuẩn form luôn. Vest thời trang. Các chị mặc với lại chân váy này, mặc cái quần sóc này, mặc cái quần công sở cũng đẹp. Không dài quá, form vừa cho em ạ. Đấy, vest em là form vừa nhá, các chị nhìn cho em. Form rất đẹp luôn nhỉ. Riêng cái dáng này em bán gọi là quá nhiều luôn ý. Đợt trước em bán cái mùa mà bắt đầu mà vào năm học ấy, các chị mua rất là nhiều. Size L 58 cân mặc vừa đẹp luôn chị nhá. Size L 57 58 cân mặc vừa đẹp luôn, từ 55 cân đổ lên cho đến tầm khoảng 58, 57 58 cân đổ về. Vest đen này mình còn không nhỉ? Trên kia còn treo mấy cái màu đen nhưng có phải là của mã này không? Y tế chị Hương, sao lại ít thế? Hàng này trước nhập vào cao mà. Đợt qua là còn mấy cái lẻ em sell nốt thôi, tại vì đợt này em không mở cửa hàng bán lẻ. Nhưng mà dịch như này. Xanh tha size M ok chị Hà Đỗ, còn một cái size M, một cái size L và ba con size S. Được chưa? Ba con size S hàng em cái form thì em không phải là form bé tí nhá các chị nhá. S em nhá, S size S thì em các chị phải tầm khoảng là 46 cân đổ lên mới vừa size S được. 46 cân đến khoảng 50 51 cân đổ về, 52 cân đổ về chốt đơn. Đấy. Chị Tuyến Nguyễn rồi ok chị này. Chị ơi còn màu đen không? Còn một chiếc. Còn hẳn một chiếc màu đen size gì? Ở ngoài này. Ngoài này khác kiểu. Khác kiểu à? Còn đúng một chiếc màu đen của size S thôi. Còn một em màu đen của size S chị yêu lấy lên nốt cho em này. Vest đen size S và kèm số điện thoại. Còn đồ đen em mặc hết hàng rồi chị ơi. Đấy các chị chốt nhiều quá bây giờ không dám nhận đơn nữa. Đây chị nào chốt con vest đen size S và kèm số điện thoại ạ. À? Chị Xuyên Khánh Ly Hoàng ok chị. Đen của S này. Chị nào vừa con S đen thì comment luôn cho em. Vest trắng em còn nguyên size XL thôi, còn đúng một con size S thôi. Cái con mà size S này em thử con màu trắng đi, chị có đánh lại mã cho em. Đánh lại size nhé, tại vì là cái đánh xưởng có đánh nhầm size ấy. Đây các chị này, S màu đen. Sót một cái nốt, chị nào lấy comment luôn cho em này. Đen truyền thống. Được chưa? Đen truyền thống cho em. Cái này nó có, nói chung là làm kiểu ve nhọn các chị nhá, làm kiểu ve nhọn và có nắp túi. Các chị không thích thì các chị bỏ vào trong, và các chị thích các chị bỏ ra ngoài cho em như này. Đó, lên đơn hàng cho là vest đen size S là kèm số điện thoại cho em. S em chút nữa các chị khoảng 51 52 cân đổ về. Hết XL màu đen rồi chị ơi, hàng này hàng lẻ size nhá. Em sale hàng lẻ size. Ok chị ạ, 200.000. Sale hàng lẻ size nốt các chị yêu là 200.000 đồng. Chị nào lấy comment luôn cho là check vest đen size S 200k.
200.000 này các chị đi may, nó chỉ có tiền công thôi, chưa có tiền vải nhá. B của size L. Để chạm vét B của size L. S đen, chị Nguyễn Mỹ Lệ comment luôn cho em là mã đi chị ơi. Vét đen size S đi. Nguyên chữ S, ngày mai nhớ bảo nhân viên nhờ em nhá. Đây còn một chiếc size L. Còn một chiếc size L. Em mặc có bị rộng này các chị này, sẽ bị rộng cầu vai nó xấu. Ok chưa ạ? Các chị comment là vest màu B size L và kèm số điện thoại cho em. Mặc nó phở vừa ôm cho đẹp. Đó, vest màu B của size L các chị thì khoảng 55 cân đến khoảng 58 cân. Em chốt đơn, em mặc rất là rộng luôn này. Các chị nhìn rộng nách này, rộng cầu vai này. Em chỉ mặc size S thôi. Đấy, con này size L cho em. Đây là các chị nhìn cho em này, rất là rộng. Chị lấy cái nào chị Hậu Đậu ơi? Lấy con màu B à? Còn mỗi cái màu đen. Mẫu này là màu B của size L cho em. Chị nào chốt màu B size L lên đơn hàng này. Vest B của size L và kèm số điện thoại ạ. Vest B size L và kèm số điện thoại cho em. Áo nắng dài thì sale 350, còn có mấy cái thôi chị Nguyễn Thuận nhá. B của size L, 55 cân đến 58 cân, sale 200. Cái B đấy á, rồi ok chị Hậu Đậu này. Đợt này có đi làm không chị? Đợt này ở công ty ở dưới có làm không? Hả? À? Cái gì vậy? À, không để ý, chị em để biết là có một thằng nó làm không? Nó dình vợ anh ấy còn gì. Chắc là nó nhìn con cái áo ấy. Chắc đang nhìn em thay đồ. Đang dình thay đồ ấy. Ô một cày mũ vạc mà gậy bằng ngay ra. Ông già sợ quá rồi. Ông già sợ quá, sợ mình mẹ đời đánh nó mà ông già đi ra. Bọn kia nó về luôn à? Không, sáng mai thay dây. Thế ngủ đâu? Ngọc Mai. Đi rồi. Con đấy ở đâu? Ok chị Phương Dung. Mình thấy dứt cái xe đấy cứ ngồi trên xe lúc xong chạy ra ngoài này. Xong bắt đầu lúc phải cứ đi vào góc này. Không, đầu tiên có lần em thấy nó vào chui vào hàng cổ của cửa ấy. Không, hơi quá thì mất. Không, có mấy em không để nước thì chị nhà mình ở ngoài như ra khó. Em đang định rủ nó vào thôi, chẳng qua anh ra thì thôi. Không có đến là gì mà anh còn cười, nó đứng ở ngoài cửa. Này, cửa nhà bố mày, mày dình cái gì ở đây? Nó đứng ngoài sân nó vào gì nhà anh? Alo, tôi dình gì ở đây? Tí em chua lại xem cho em. Tí em phải xem lại cho nó dình cái gì, chết nhìn lộ hàng chết. À, ừ, lộ đấy. Đi đâu? Tôi lại xem cho em. Mấy hôm nay ăn đòn này, lại có Lido à. Thì đây có Lido rồi này. Tí tôi lại xem cho em. Áo này nốt mã cuối cùng nhá các chị nhá. Mã này là áo đá, áo đá cho em hàng Quảng Châu ạ. Mã này là mã gì nhỉ? Nốt mã này đi, nốt mã này không nghỉ nhá. Chị cần nốt khách hàng em là bao nhiêu tiền nhỉ? 6 đi, cho đỉnh 7 cho chắc anh. Đỉnh 7 cho em. Đỉnh 7 và kèm số điện thoại ạ. Đấy chạm 120.000. 120.000 đồng, em còn size M nhá các chị nhá. Em còn size M này, các chị 55 cân, dưới 55 cân em chốt đơn. Dưới 55 cân em chốt đơn ạ. À có cả XL này, dưới 60 cân đi. Còn một sót một con XL nữa. Dưới 60 cân lên đơn hàng, trên là mã đỉnh 7 và kèm số điện thoại ạ. Có áo hàng có cổ đây em theo rồi, tí xem lại like chị ơi. Tí xem lại like cho em chị lại Thanh Nguyễn, lại Thanh Huyền nhá. Mã đỉnh 7 cho em, tặng nốt khách hàng em là 120.000. Xả nốt khách hàng em là 120.000, có em còn size M với size XL. Đấy chạ, còn sót size M với size XL thôi. Các chị coi là đỉnh 7 và kèm số điện thoại cho em. Đỉnh 7 và kèm cho số điện thoại cho em này. Đẹp quá này. Em mang bộ váy này cho bóng này ha. Đưa tiền đây. Này, bọn mẹ nó chọn cho nó rồi đấy, cầm về nha. Đỉnh 7 một size M với XL. Đẹp lắm đấy các chị ơi, chất nó mát lắm, nhẹ tênh luôn.
Và hàng Quảng Châu các chị nhá, nó sẽ có một lớp bên trong nữa chứ không phải là có nguyên lớp bên ngoài đâu. Hàng kiểu hàng xưởng nó chỉ có một cái lớp mỏng bên ngoài, các chị mặc nó sẽ bị lộ, nhưng nhà em nó có một lớp bên trong như này. Đấy chưa? Ok chị Thương Đỗ, chị Hường Trần ba cái này, chị Nguyễn Trang ok hết nhá. Rồi mã đỉnh 8 cho em. Đỉnh 8 mà kèm số điện thoại nốt này, 120.000 này. Xả lỗ đấy các bác ơi. Hàng này em cắt mẫu này ạ. Đỉnh 8 lên đơn cho em. Đấy chưa? Đỉnh 8 lên đơn hàng này, toàn bộ hàng cao cấp cho các bác luôn. Xả nốt cho Mai ạ. Mã đỉnh 8. Chặn đỉnh 8 và kèm số điện thoại cho em. Siêu đẹp luôn này. Đằng sau nó có một hình con bướm nhỏ ấy nhá. Đằng sau có một hình con bướm nhỏ như này. Mã hàng đỉnh 8 ạ. Đỉnh 8 lên đơn hàng cho em. Đẹp quá này. Xem cái này còn mấy cái. À nó có cả chữ. Đây đây đây. Nó còn sót bằng này chiếc. Có cả XL các chị tầm 62-63 cân đổ về. Các chị từ trên 40 cân đến 62-63 cân đổ về nhé, có size vừa. Các chị lên đơn hàng cho em, còn hot bằng này chị em tặng nốt các chị nhà mình là 120.000 cấp mã đỉnh 8 nhé các chị nhé. Mã đỉnh 8 cho em, chị nào nhanh tay có đơn ạ. Tuyến Nguyễn có, chị Lê Hương. Ok chị ạ, hàng Quảng Châu ạ. Đỉnh 8 và kèm số điện thoại cho em xeo nốt 120. Em xeo nốt 120.000. Này nó có thể là có cả chữ này nữa luôn nhá. Nó có cả chữ chữ vu xì nữa. Và một cái chữ như em đang mặc nữa. Nó sẽ có hai hình nhé, nó sẽ có hai hình. Hình nào cũng đẹp nhỉ. Hình nào cũng xinh luôn. Đấy, nó kiểu như nhau, nó khác nhau cái chữ một tí đấy ạ. Mã hàng đỉnh 8 em cho rồi một mã luôn 120.000. Đấy, rồi một mã luôn 120.000 đồng hàng Quảng Châu này các chị nhìn này. Đấy các chị nhìn qua mác hàng mác cho em này, tác mác cho em luôn nhá, đỉnh 8 ạ. Đây mã này rồi luôn. Nó sẽ có hai hình như này, đỉnh 8 có kèm số điện thoại cho em 60-62-63 cân đổ về thoải mái. Cái hàng này nó còn treo chỗ nào không nhỉ? Không, hàng đấy này. Rồi mã đỉnh 9, con báo này em còn 2 chiếc này. Báo này còn 2 chiếc và đều là một cái size M, một cái XL. Một em của size M, một em của size XL, các chị coi là đỉnh 9 ạ. Đỉnh 9 sản lúc các chị 120 này, các chị coi là đỉnh 9 cho em. Đỉnh 9 hàng báo cho em là mã hàng cho em và kèm số điện thoại nhá. Đỉnh 9 ạ. Sót 2 chiếc. Đỉnh 9 em còn sót 2 chiếc thôi ạ. Một cái size M, một cái XL. Đỉnh 9. Ok chị Tuyến Nguyễn một cái này. Sót có đúng 2 chiếc thôi con báo này cho em. Mặc lên rất là sang luôn, mà nhất các chị mặc với lại quần trắng ấy. Các chị mặc quần trắng đẹp lắm. Đấy, đỉnh 9 cho em. Ok chị ạ, còn đúng 2 chiếc lẻ. Chất nó co giãn này, hàng 2 lớp cho em nhá. Đây các chị nhìn bên lớp bên trong này. Nó mát cực kỳ luôn. Hương Trần, ôi. Hết nhá. Đỉnh 10 cho em 100.000 một cái. Đấy chị ạ, đỉnh 10 cho em 100.000 một cái. Con LV nâu cho em này. Con LV nâu. Size S một cái này, có một cái size S này, mã đỉnh 10 cho em nhá. 100.000 một chiếc ạ, hai cái đều size S. Hai em này đều size S. Nhưng form này cô giãn thoải mái luôn. Form này lại nếu mà em không lấy size to, tại vì cái size to đùng của nó phải là 7 mấy cân cơ. Size S này form của nó cũng không bé lắm đâu các chị này. Được chưa? Đỉnh 10 cho em. Đỉnh 10 và kèm số điện thoại cho em tặng nó khách hàng em 100.000 một cái, còn đúng 2 chiếc của size S. Đấy, 55 cân đổ về chốt đơn nhá các chị nhá, 40 cân đến 55 cân. 40 cân đến 55 cân đổ về. Tặng luôn khách hàng em 100.000 một cái. Quần em đang mặc hết hàng rồi chị ơi. Đây ạ, đỉnh 10. Hai em này đều size S hết. Đấy chứ, hai em này đều size S hết cho các chị. Mang hàng lên đơn cho là đỉnh 10. Này cái nhìn cái tay của nó đẹp nhỉ. Cái tay của nó rất là xinh luôn. Đỉnh 10 và kèm số điện thoại. Cái dây chưa được anh An rồi. Anh An à? À. Cái dây nó chưa được à? Chưa, dây nó yếu điện. Sao lại yếu điện? Điện nó, chỗ cái dây nó bé mà nó không điện. Lúc nãy em nhìn thấy có một cái ở chỗ này nó lâu rồi nhỉ. Một cái chữ chữ là phải cho thùng là cùng một. Sao? Không. Nó
đây. Đây này, một cái này chị Nhật Minh còn lấy nốt ngoài chị này. Này đẹp quá mà còn đúng một chiếc này. Đỉnh 11 đi. Đỉnh 11 cho em. Mà chị Lê Nhật Minh còn lấy nốt em để lại luôn cho này. Một chiếc duy nhất. Mã hàng đỉnh 11 cho em. Đỉnh 11 và kèm số điện thoại ạ. À. Em này size XL này. Được chưa? Size đẹp luôn nhá. Ok chưa ạ? Đỉnh 11 cho em. Còn một chiếc duy nhất size XL. Tầm khoảng là 55 cân đến tầm khoảng là 62 cân. 55 cân đến 62 cân đổ về chốt đơn ạ. Đỉnh 11. Xả nốt các chị là 100.000 một cái, còn một cái duy nhất. Đỉnh 11 cho em, nắng dài là 350 giá sale. Nắng dài La Loma là 350 giá sale ạ. Cho là tối. Ui, còn sót một cái quần bò xịn này chị này. Còn bò tô xịn ấy. Mà cái hàng này em bị chị nào bom về ấy. Mà hàng này em đang hết hàng ấy. Đấy chị ạ, cái hàng này lâu lắm nên không có hàng về này. Bị bom về một cái. Em bị bom về một cái. Size này là size 25. Trời ơi, size 25. Đấy chị ạ, bị bom về một cái size 25. Hàng này đang bán là 350. Quần này ấy ạ, đang bán 350. Em sell nước các chị là 280.000. Đấy chị ạ, 280.000 đồng. Size 25 các chị nhà mình tầm khoảng là 45 cân đến 48 cân ạ. 45 cân đến 48, 50 cân đổ về. Đấy chứ ạ, dưới khoảng là 48 cân thôi. 45 cân đến 48 cân ạ. Các chị comment là quần xịn size 25 cho em với. Xem nó 280 nha các chị nha. Hàng 350 mà các chị đã mua ngoài nó có rơi khoảng là 450-500 nghìn. Rơi khoảng 450-500 nghìn một quần. Các chị comment cho em là mã gì ạ? Quần xịn size 25 và kèm số điện thoại. Quần xịn của size 25 và kèm số điện thoại cho em. Hàng này hết lâu lắm rồi khách hàng ơi. Sao lại còn lẫn một sót một cái này, không biết là bom là bị bom về hay như thế nào ấy. Có đúng bị bom về một cái quần này. Em bán không mấy trăm quần này bị bom về đúng một cái. Các chị biết là chất nó đẹp lắm. Hàng cao cấp đấy ạ. Thế này, khách hàng cứ hỏi em ơi bao giờ về quần xịn thế này. Nhá, size của nó là size 20, size 25 cho chị Nhật Minh đi. À chị Hương Trần nhỉ. Quần này còn sót một cặp quần Momo. Sót một cặp quần Momo chủ yếu là còn size 25. Chủ yếu em còn size 25. Các chị coi là quần Momo và kèm số điện thoại cho em ạ. 45 cân đến khoảng 50-51 cân. 45 cân đến tầm khoảng 50-51 cân em chốt đơn. Quần Momo và kèm số điện thoại ạ. Ok chị ạ, quần Momo và kèm số điện thoại cho em. Tặng nốt khách hàng em là 99.000 một quần. Tặng nốt khách hàng em là 99.000 đồng một quần Momo. Chị yêu lấy lên đơn hàng cho em này. Đấy, kèm dây lưng luôn nhé, 99.000. Được chưa ạ, 99.000 đồng. Vừa bán được tặng luôn. Còn nguyên size 25 thôi ạ. Em còn nguyên size 25, còn 4-5 cái của size 25. Quần bò Momo nhé chị nhá. Tặng nốt các chị 99.000 một quần Momo. Hàng Việt Nam chẳng có giá này. Được chưa, em còn nguyên một size 25. Còn 4-5 chiếc của size 25. Tặng nốt khách hàng em là 99.000. Tặng nốt khách hàng em là 99.000 một quần. Các chị comment là quần Momo size 25 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây, kèm một dây lưng luôn này. Quần Momo size 25. Đấy chị ạ. Đây. Size 25 nhá. 99.000. Trời ơi, ôm cả lô về mà bán bà ơi. Quần Momo size 25. Các chị comment rõ em là quần Momo vậy ạ. Quần Momo của size 25 cho em. Xả nốt 99.000. Kèm dây lưng các chị nhá, tặng kèm dây lưng luôn. Chị nào từ khoảng 45 cân đến khoảng 50-51 cân các chị chốt ạ. 45 cân đến 50-51 cân đổ về các chị mình chốt đơn. Ok chị ạ. Quần Momo và kèm số điện thoại size 25. Sell 99.000 một quần. Em sell 99.000 một quần. Còn chống nắng của size to thôi chị ạ. Chống nắng dài 350 em sell. Còn sót 3-4 cái. 3-4 cái của chống nắng dài chị nhá. Đấy, chị nào lấy quần Momo size 25 thanh lý rẻ quá luôn. Nó còn đúng một size thôi thì em xả nốt ạ.
một hai con ve mới lưng đầu ở đây. Thôi em nghỉ đây. Bye bye các chị nha, chúc các chị ngủ ngon ạ.